Có gì em la lên. La gì vậy? Sao mà trong một set nó có cả màu xanh, màu đỏ, màu hồng đấy, ví dụ như là rồi em chào tất cả các bạn nha. Rất là vui khi được trở lại khi được trở lại với các mẹ vào một ngày đầu tuần như thế này, một ngày đầu tuần thật là đặc biệt đúng không các mẹ. Chào Hồng Phúc TB, chào, vâng em chào Phan Minh Phan ạ. Phan Minh Minh chứ, Phan Minh Minh. Hello Thanh Black, chào gái yêu, chào Khang Cún Còi, đồ đẹp, cảm ơn Mai Thương, cảm ơn Khang Cún Còi nhá, đồ đẹp quá chị ơi, cảm ơn Hạnh Lê rất là nhiều. À Hạnh Lê nhận được hàng rồi hả? Rồi, Nguyên Violet em nhận được rồi, đồ đẹp quá chị ơi. Một những cái câu khen mở màn trong một buổi live như thế này, nó là thực sự nó rất rất là có ý nghĩa với em mọi người nhé. Bởi vì nó là một cái câu nói vô tình nó tác động đến cái tâm lý đó các bạn, giống như là một cái tinh thần rất là thoải mái và có hứng khởi hơn, nó có động lực hơn. Đấy, hàng của chị đẹp, cảm ơn Phan Đinh Minh rất là nhiều. Chào chị, em cho chị chờ. À rồi, chào Tiên Bảo nhá, rất là xấu hổ, bởi vì cho là thực ra các bạn ạ, trên tinh thần lúc nào có đồ nào em mặc được không chị yêu hả, Nguyễn Lành hả, đồ, cảm ơn bé Lùn, bé Lùn Bến Đỗ nhá, em nhận được rồi rồi, đẹp lắm chị, cảm ơn bé Lùn cái gì đấy, bé Lùn Bến Đỗ, không biết có đúng cái tên của em không, không biết là chị dịch được không, hàng em đưa chi, em ơi Nguyễn Lành đi chưa bé, hình như đi rồi phải không? Chị ơi sao cả tháng nay em chưa nhận được hàng hả Mai Thương, hình như là em mới nhập lại Shopee đúng không? Nếu mà mới nhập lại là sẽ đi liền đấy. Em chưa mua được hàng của chị mà. À vậy hả? Rồi mà xem hàng của chị mê luôn. Cảm ơn Minh rất là nhiều, rất là vui luôn. Vậy thì đêm hôm nay nếu mà được coi hàng, nếu mà ưng được mẫu nào thì nên săn liền nhá. Thương Trương chị chưa nhận được hàng, đợi lâu quá. Ủa vậy hả? Ủa Thương Trương rất là quen luôn bé nhá. Em ơi, làm sao vậy? Hàng bị sao vậy em? Ai nhập bố láo? Anh nhập đúng không? Nguyễn Lãnh ơi, nó tầm khoảng mấy ngày nữa là ra đại liên tục luôn. Bởi vì có khả năng là đây là lô bé trai gần như là tạm ngưng một thời gian nhá. Hôm nay là cái lô bé trai nhí. Ra ngày hôm nay thì có khả năng là sẽ chấm dứt khoảng chừng ít nhất là phải 1 tuần đến 2 tuần nữa thì mới tiếp tục like hàng nhí nhá. Bởi vì qua tuần sau là bắt đầu sẽ là bùng nổ của sai đại đấy các bạn. Tuần sau là sẽ bùng nổ sai đại nhá. Nên bởi vậy tạm thời hôm nay sẽ là ngưng lô này, là lô cuối cùng. Tạm thời hôm nay là lô cuối cùng của say nhí nhá. Nên hôm nay mẹ nào mà chưa mua được hoặc cần mua thì nên mua ngay và liền luôn. Được chưa? Nguyễn Phi ơi, khoảng 25kg nhưng mà quá mà không mua được, bé chưa có đồ mặc nữa. Nguyễn Cảnh sao vậy? Sao mà lại chưa mua được? Hôm nay mua liền nè. Đấy, set 7 bộ bé gái. À Thương Trương chị biết rồi, lỗi là lỗi của ông xã mập nhà chị. Đấy, đợi chị tắm. Cảm ơn Cẩu Nhung Nguyễn. Ông xã mập nhà chị nhập vận đơn của em bị sai. Tức là thay vì ví dụ như là cái mã của em là S5 gì đó đi thì anh lại nhập là thành S6 nên đơn của em bị trả về rồi. Đấy, thì có gì ngày mai chị sẽ gửi lại ngược cho em Thương Trương nhé. Hàng gửi đi và đã bị trả về, coi như là chị đã bị tốn phí 2 lần. Rất là đấy, ai cũng khen chị, cảm ơn Diệu Hồng rất là nhiều. Khen là một chuyện mà còn khen, không những khen bé đẹp mà còn khen mẹ giỏi nữa. Bởi vì sao? Săn được cái hàng đẹp mà còn rẻ cho con nữa đúng không? Em đợi chị đấy. Ừ, tuần sau là tuần bùng nổ của sai đại. Đó, tuần này đây là lô bé trai tạm thời, đây là lô bé trai cô tông cuối, tạm cuối nha các bạn, gọi là tạm cuối thôi, có khả năng em sẽ ngừng khoảng 2 tuần đến 3 tuần, thậm chí cả 1 tháng đấy nha. Nên bởi vậy đêm hôm nay mẹ nào chưa mua được hàng cho con thì phải tranh thủ mua liền. Bởi vì cái số lượng hàng của đêm hôm nay cũng tương đối, em nghĩ là tương đối để phục vụ cho các mẹ. Đấy, tương đối luôn ạ. Rất đẹp luôn. Mai Anh ơi, tối hôm nay về
cho ông một trận chị. Nguyễn Phi ơi 25 kg, nhưng mà quan trọng con có bụng không? Đấy, Niên Lê ơi 6 bộ bao nhiêu, lát nữa em sẽ báo giá. Và chắc chắn một điều là các mẹ không thể nào bỏ lỡ cái mã ngày hôm nay. Không thể nào bỏ lỡ cái mã ngày hôm nay, là mẫu siêu hot. Các bạn nhìn thấy ạ, xinh không ạ? Bán sao chị? Ừ, Trần Kim Thoan ơi, một xíu nữa chị sẽ báo ngay cái giá. Và giá bên em là giá mà cực kỳ tốt. Bởi vì sao? Em là sửa. Em là sửa nha mọi người. Còn set này có tay chút không chị? À, Nguyễn Cảnh ơi, tại vì do hiện tại giờ thời tiết nó khá là nóng. Thứ nhất là ngoài Bắc cũng rất nóng. Cái thứ hai nữa, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn và miền Nam chúng ta cũng khá là nóng. Nhất là những cái buổi trưa. Trời ơi, nên bởi vậy con đi học thì nên sắm cho con những cái set đồ cốc tay như thế này. Đấy, mà đội mòn mỏi. Ừ, đồ đẹp em thích mà đội mòn mỏi thương quá. Ok, thế phải của chị mịn và đẹp. Cảm ơn Nguyễn Lành rất là nhiều luôn. Mịn mà còn đẹp nữa. Phải làm cho ấu khiếp. Đánh để lại viết hết. À, số 8 là khoảng, tại vì các bạn thường là số 8 chị sẽ chốt tới 25 kg, nhưng mà tại vì mùa hè nên chị Nhung không dám chốt tới 25. Bạn nào mà ví dụ 25 mà không có bụng thì hẳn chốt. Còn nếu mà bạn nào mà có bụng tròn to thì không chốt, bởi vì mùa hè thì muốn cho các con mặc rộng. Đấy, mặc rộng một chút nha các bạn nhá. Nên nếu mà bạn nào mà mặc mà ví dụ như bụng vừa thôi, hoặc là người mignon, hoặc là bụng vừa thì lấy số 8 là 25 kg là thoải mái. Còn nếu mà các bạn mà 25 kg mà bụng to tròn thì không nên chốt. Tại vì mùa hè thì nên lên lấy cho con một rộng rãi một xíu. Cho em xét số 6 đi, số 4 đi. Trần Kim Thoan, cảm ơn gái rất là nhiều. Một xíu nữa chị sẽ báo giá ngay luôn. Cái vải này là vải cô tông, vải cô tông 4 chiều nha các bạn. Vải cô tông 4 chiều và nó là vải cô tông 4 chiều xuất đấy các bạn. Nên là đẹp lắm, nó mịn lắm luôn. Để mà săn được những cái vải này rất là khó, cực kỳ khó, chỉ những cái xưởng lớn như tụi chị là chuyên đi ôm lô những cái lô vải rất là lớn, thậm vài tấn, mười mấy tấn, 20 tấn thì luôn luôn bởi vậy mới săn được giá tốt của vải thì mới ra được những thành phẩm giá vải rẻ như vậy. Chứ tại sao mà các bạn cứ hỏi chứ sao mà bên chị Nhung giá nó rẻ như vậy? Đơn giản thôi các bạn, khi mà các bạn nhập vải mà nhập vài ba cây hoặc là 1-2 tấn thì cái giá nó sẽ khác. Còn các bạn mà nhập chục tấn, 20 tấn thì cái giá vải nó sẽ khác. Và các bạn sản xuất một mã nó vài trăm nó khác. Còn các bạn sản xuất một mã mà tới mấy ngàn thì giá nó sẽ khác các bạn nhé. À Thanh Trung hả, các bạn chưa thấy chốt đơn cho em. Ok Thanh Trung này, em ghi lại cho chị Nhung đi Hương ơi. Thanh Trung chốt đơn này, vải của chị với chị Tuyết giống nhau hả chị Hu yêu? À, không, tại vì nó còn tùy mã nhá. Đấy, nhưng mà các bạn cứ yên tâm, tối ni có bé chị gái không? Bé gái thì chắc là phải ngày mai ngày mốt rồi. Thương trường thương quá à, chị thấy mê ghê luôn đấy. Này, bán đi chị ơi, ok Hải Lê nhá, một xíu chị sẽ bán ngay và liền. Nhưng các bạn ơi, một tin vui cho tất cả chúng ta. Các bạn ơi, hôm trước có một số bạn mới nói rằng là trời ơi sao mà chơi mini game bên chị Nhung dễ trúng quá. Tức là mua hàng 1k với bên chị Nhung dễ vô cùng luôn, gần như đêm nào cũng có 3 bạn. Đấy, ví dụ như đêm hôm nay em cũng sẽ dành cái set này. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Set này nha các bạn nha. Chỉ có giá là 1.000 đồng thôi ạ. Em xin phép được bán. Em vui. À, thương mà em, chị Nhung xem bà xem hàng em đi chứ em vui thương. Ừ, mai thương ngày mai chị Nhung có. Chị Đa xin Ni Phạm ơi, cái này có 12 kg rất là đẹp luôn. Em Phạm Thị Tuyết Mai chưa được chốt em ơi. Ghi lại Phạm Thị Tuyết Mai được chưa được chốt. Bạn nào chưa được chốt cứ nhắn lại trên line này nhá. Và lát nữa các bạn, ngày mai các bạn sẽ chốt liền đầy đủ cho các bạn nhá. Đợi xíu người ta chốt. Vâng, Dương Tấn cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Các bạn nhìn thấy ạ? Các bạn nhìn thấy không ạ? Và hiện tại giờ bộ này tạm thời trong vòng 15 phút em sẽ bán bộ này với giá 1.000 đồng cho một người mẹ may mắn. Hello Trần Yến yêu, hello. Vâng, em chào chị Ngọc Hà Trần, em chào Thùy Trang. Lần trước chị like em mua hụt rồi, lần này cho em mua với nha chị. Ok Ngọc Cảnh luôn. À, nhắc em buồn đó chị, bữa em được trúng rồi. Cái chị nói nhầm, không tính cho em. Ủa vậy hả? Được rồi chị. À, đẹp lắm luôn, cảm ơn Lý Dinh hả? Lý Dinh. Vâng, Trần Hiển ơi, cái này Trần Hiểu ơi, cái này 8 kg mặc cực kỳ đẹp luôn nhá. Mặc kỳ đẹp. Nhưng các bạn đừng vội mua hàng liền, bởi vì cái giá lát nữa mua cũng rất là tốt. Nhưng hiện tại giờ còn tốt kinh khủng hơn là em xin phép bán với giá 1.000 đồng ạ. Em móc lên đây cho các mẹ xem từng màu nhá. Màu vàng ạ, các mẹ nhìn thấy không ạ? Màu xanh ạ. Trời ơi, đây 1.000, đây bây giờ chị sẽ bán 1.000 trước nhé. Linh Du Tiki 1.000 trước nhé. 1.000 là 7 bộ nhé các bạn. 1.000 là 7 bộ. Bạn nào muốn mua cái bộ này 1.000, mình chơi cho vừa vui mà còn biết đâu mình là may mắn mà các bạn. Các bạn chỉ cần comment đúng cú pháp sau đây ạ. 1.000 và số ký, kèm số ký và đã chia sẻ bao nhiêu lần giúp em ạ. Đã chia sẻ bao nhiêu lần Hồng Phúc TB. Vâng chị Thương, đổ một xíu em sẽ báo. Hiện tại giờ em đang bán với giá 1.000 các bạn nhé. 1k và số ký và đã chia sẻ bao nhiêu lần giúp em. Đấy, 1k số ký của con và chia sẻ bao nhiêu lần giúp em. Các bạn nhìn thấy không ạ? À, em comment không kịp. Dịu Hồng cố lên, chị Nhung vẫn thấy em mà. Vâng, em thằng Ngọc Hà Trần hả, một xíu. Hiện tại giờ em đang bán với giá 1.000. Các bạn nhìn thấy màu không ạ?
Rồi cái hàng này là hàng vải xuất nên bởi vậy nó mịn và nó mát cực kỳ luôn. Con mặc lên là tuyệt vời, em mặc đôi rồi, đẹp lắm, cảm ơn. Tất cả các bạn 1K, bạn nào đã chia sẻ bao nhiêu lần, các bạn càng chia sẻ nhiều thì cơ hội trúng thưởng càng nhiều. Đấy, càng chia sẻ nhiều thì càng trúng thưởng, cơ hội càng nhiều. Bạn Sáu Nhú này bạn chia sẻ rất tích cực luôn, một người khách vô cùng chưa bao giờ được gặp mặt luôn. Đấy, các bạn nhé, có những người khách gần như là một người xa lạ mà giống như trở thành những người vô cùng là đến nỗi là thân quen, cảm giác tự nhiên có một cái tình cảm rất là đặc biệt. Bởi vì sao, mua hàng thì đôi ba lần nhưng mà cực kỳ dễ thương, chia sẻ thì vô cùng là nhiệt tình. Đấy, và rất là vui bởi vì bạn đã trúng thưởng. Chị rất là muốn những cái bạn mà chia sẻ nhiều thì lại trúng thưởng. Nhưng mà thực sự nói vậy thôi, nhưng mà may mắn thì chia đều cho tất cả mọi người và không biết thuộc về bất kỳ một ai. Và nó một cái mách nhỏ xíu xíu cho tất cả các bạn là càng chia sẻ nhiều thì cái sự tương tác của các bạn càng nhiều thì các bạn cơ hội trúng thưởng càng cao. Bởi vì khi các bạn chia sẻ thì nó sẽ comment bao giờ nó cũng được hiện lên trước. Đấy. Đồ này một ri bao nhiêu chị? Lê Mỹ Sang ơi, một ri là size 2 đến 8 gái. Em nhận được hàng chưa? Lê Mỹ Sang, một ri này là 2 đến 8 gái yêu. Đấy, cái giá này đẹp lắm, bữa em mua về ai cũng khen đẹp. Ngân Ngọc cảm ơn gái. Nhiệt tình rồi, Mai Miến Đào Thị cũng đã từng mua hàng bên chị Nhung này. Bạn nào muốn mua bộ này với giá 1.000, em sẽ để một giá 1.000, các bạn chờ em một xíu em viết 1.000 nhá. Đây là cái bút thần kỳ của em đây ạ. Các bạn chờ em một xíu em viết 1.000 lên đây nhé. Đây ạ. Các bạn chờ em một xíu nha, các mẹ em chờ em một xíu để em viết cái giá 1.000 lên đây nhé. Để cho tất cả các bạn, em đã viết màn hình như thế này là tức là những bạn nào trúng thưởng lát nữa nhớ tranh thủ chụp màn hình lại giúp em. Để tránh tình trạng lỡ em có quên thì các bạn có một cái hình ảnh. Các bạn, đấy, làm chứng, các bạn chưa ạ? 1K cho 7 bộ, tức là cả 7 bộ này đều chỉ có giá 1K nha các bạn. Chỉ có 1.000 thôi ạ. Trời ơi, ai mà đi hỏi đồ, nhận được đồ kêu là trời ơi, mẹ nó ơi, mẹ nó mua ở đâu với cái bộ đồ này mà có 1.000. Đấy, người ta nói là nếu mà kêu nói tặng thì kỳ. Bởi vì biết sao, tặng kêu cái chị đó, chị đâu có quen biết gì bạn đâu mà sao tự nhiên chị vô lý chị tặng. Đấy, rồi nhiều khi là kêu rằng là cứ như là hay là lại có cái chuyện gì hay kết nối hay có gì đó mà tặng. Đấy, nhưng mà Nilo Đặng em chưa nhận được hàng chị ơi. Chắc là khoảng chừng ngày mai ngày mốt là em nhận được cái Nilo Đặng nha. Nhưng các bạn ạ, mình mua với giá 1.000 đồng. Ai muốn mua bộ đồ này với giá 1.000 đồng nhớ chia sẻ giúp em là 1K này, đơn giản vô cùng luôn ạ. Cú pháp cực kỳ đơn giản, 1K và số ký của con và đã chia sẻ bao nhiêu lần giúp em nhé. Ok, ok Khang Cún Còi này. Vâng, em cảm ơn Trần Kim Thoan. Vâng, em cảm ơn Midiken rất là nhiều, cảm ơn gái. Ủa hôm nay sao thì em con lại chuyển sang 15kg? Chị nhớ là con gái, con 25kg mà Midiken. Nguyễn Phi 25kg đã thấy, đạn Niên Lê thấy. Em thấy rất là nhiều, em ơi cho chị mượn một cái điện thoại đi. Em cho chị mượn một cái điện thoại để chị Nhung kiểm tra. Em chị kiểm tra các bạn đây. Vâng, nhớ phải chia sẻ bởi vì sao, khi các bạn chia sẻ cái sự tương tác của các bạn. Cảm ơn Kim Yến. Hello Sương Lê, còn 1K không chị? Đây chị Nhung đang bán với giá 1K này, Sương Lê này. Đấy nha. Chào Thiên Hoàng, xỉ bao nhiêu ạ? Hằng Nguyễn ơi, cái hàng này là hàng xỉ vải cô tông 4 chiều, hàng xuất vải cô tông 4 chiều xuất nhá. Nên nó cái độ mịn và độ dai của nó là tuyệt hảo luôn. Đấy, Hằng Nguyễn, nếu mà các bạn, nếu mà em mà cảm thấy ngại ngùng thì em nên để ý những cái comment của các bạn, của những người mẹ đã mua hàng bên chị Nhung. Cái vải của nó tuyệt vời và giá xỉ rất là tốt cho tất cả các bạn. Đêm hôm nay riêng mã này giá xỉ, báo tin vui cho các bạn là em chị sẽ báo giá là giá 27.000 nha các bạn nhé. Thằng nhỏ chị, ok, chỉ có giá là 27.000 một bộ thôi. Đấy là giá xỉ. Nên các bạn tranh thủ chốt xỉ ngay, bởi vì lát nữa chị ưu tiên cho các bạn, trước khi chị bán lẻ chị sẽ ưu tiên cho các bạn xỉ trước. Bởi vì sao, nhất là những mẹ bỉm sữa muốn mua hàng những cái giá như thế này để các bạn bán online thì rất là tuyệt. Và giá xỉ là phải lấy đủ 7 màu. Đủ 7 màu nhá. Sốp view, vâng ạ. Tuyết Minh 9kg, vâng, cảm ơn Tuyết Minh. Chị Nhung thấy, Phúc Hồ 14kg chị Nhung thấy nhá. Trà Nguyễn 23kg thấy luôn. Sương Lê 14kg, rất là tuyệt vời. Không có màu trắng chị ạ, cái này không có màu trắng nhá. Có tất cả các màu sau đây. Mi Phạm, các bạn nhìn thấy màu không ạ? Màu vàng, một cái màu rất là xinh. Màu vàng này là cái màu cực kỳ xinh. Bé trai mặc đồ của chị ok lắm ạ. Tiếc là bé gái không có size to. Vâng, Sơn Văn ơi, khoảng chừng tuần sau là bắt đầu em sẽ bùng nổ về size to. Nhưng không có tiền. Chị ơi, khi nào có em sẽ mua hàng của chị, mặc đẹp lắm. Cảm ơn Thương Nguyễn, dễ thương quá. Người lạ xin cho tôi 1K. Một cái comment vô cùng là dễ thương. Cảm ơn Lành Hình rất là nhiều. Mà lát nữa em sẽ báo cái giá mà các bạn nghe là các bạn xỉu. Đấy, vô cùng là xinh. Các bạn nhìn đây ạ. Vải là vải cô tông 4 chiều. Em sẽ cho các bạn coi cái chất liệu vải nhé. Em sẽ cho các bạn coi chất liệu vải đấy. Em cho các bạn coi chất liệu vải ngay và liền luôn. Em cho các mẹ coi chất liệu vải. Và cái quần rất là xinh, đủ màu. Từ ký ức ơi, lát nữa chị Nhung sẽ báo giá mua hàng. Nên từ từ hạn chốt, đừng chốt. Bởi vì sao? Các bạn
các bạn mua hàng online nó phải có một cái mách nhỏ cho các bạn đây này. Ví dụ như khi khách nó chưa báo giá, các bạn đừng nên chốt nhiều. Đấy, ví dụ như là hiện tại giờ chị đang bán với giá 1.000 trước. Thì những bạn nào muốn mua với giá 1.000, các bạn chỉ cần comment giúp chị một cái cú pháp vô cùng là đơn giản là 1K số ký của con và đã chia sẻ bao nhiêu lần nhá. Hy vọng mình mua được. Cảm ơn chị Sương Lê rất là nhiều. Cảm ơn Sương Lê rất là nhiều luôn. Không có giày dép chị em ạ. Chị Hòa An ơi, nó khoảng chừng 3 ngày nữa em sẽ có nhá. 12 ký em nên chốt số 3 nhá. Nếu mà con có bụng thì cứ chốt số 4 nhá. Đai Si Phạm nhá. Được chưa ạ? 14 ký thì cứ chốt số 5 cho con thoải mái nhá. Đấy, bé trai 18-20 ký thì nên chốt số 7 nha các bạn nhé. Lê Dung 12 ký cứ chốt số 3 thoải mái cho con. Được chưa? 13 ký thì cứ chốt số 4. Các bạn cứ tay nhảy lên một size như vậy. Nhảy lên size như vậy nha các bạn nhé. Bởi vì cái form các bạn mùa hè nên chốt rộng rãi xíu. Ví dụ như 10 ký thì các bạn cứ nên chốt số 2, hoặc nếu muốn rộng thì lấy số 3. Được chưa? Đấy, nhưng mà rộng quá thì thực ra con nít mà, mua rộng quá thì nhiều khi nó lùng thùng, nó không được đẹp. Với chị thì chị cứ thích con mặc vừa vặn. Ok, xỉ 7 màu 18 ký. À Liễu Thùy ơi, chưa mà. Chị Nhung chưa báo giá chưa mà. Xỉ là các bạn phải lấy đủ 7 màu và 7 ri các bạn nhé. Xỉ là 7 màu 7 ri. Tổng mỗi ri là 7 bộ, size từ 2 tới 8. Đấy, sao chị thích gì đâu á. Sao mà thích gì đâu á. Cảm ơn Trần Yến, được chưa ạ? Đó là xỉ. Xỉ là 7 màu, mỗi màu 7 bộ, được chưa ạ? Và tổng của nó là 49 bộ tất cả các bạn nhé. 49 bộ mới được giá xỉ. Các bạn mua 49 bộ có size từ 2 tới 8 là được giá xỉ chỉ có 27.000 một bộ thôi. Cái giá này giá cực kỳ tốt cho tất cả các bạn mua hàng về bán, nhất là những bạn mà cảm ơn. Chị thấy em không chị? Em chia sẻ nhiều lên nhóm rồi. Cảm ơn Lan Thơ rất là nhiều luôn. Cảm ơn Phúc Hồ, cảm ơn Lê Dung. Vâng, em thấy hết đấy ạ. Em thấy hết đấy các bạn nhé. Là vì do là em không kịp đọc hết thôi, nhưng mà thực ra em đã thấy rõ lắm luôn. Ví dụ như bạn Star Ochay này, Star Ochay đã nhận được hàng chưa gái? Thị Tiên Nguyễn em thấy. Đây em cho các mẹ xem vải đây. Các bạn ơi, các bạn chỉ cần comment giúp em là 1K chia sẻ bao nhiêu lần giúp em. Liễu Thùy 50 lần. Mạng yếu không biết chị Nhung đọc được comment của em chưa hả? Lan Lê đọc được rồi, Lan Lê nha. Đấy, đây, các bạn nhìn vải này. Em kéo cho các bạn xem cái vải và các bạn coi đường may bên em. Bởi vì sao? Cái đường may nếu mà ba cái hàng chợ đấy, em kéo như thế này thì chắc là nghe các mẹ nghe đã nghe cái tiếng cái tẹt tẹt rồi. Đấy, nhiều khi nghe kéo cái rét rét lên, các bạn hiểu chất liệu vải nó dở cỡ nào đúng không? Nếu bán đồ vừa đẹp vừa rẻ mà còn nói chuyện rất là dễ thương nữa, yêu chị lắm. Cảm ơn Ngọc Cảnh rất là nhiều, hy vọng mua được hàng cam của chị. Đêm hôm nay rất là mong điều đó luôn. Đấy, nhìn chưa ạ? Đây là vải cô tông 4 chiều, em kéo là các bạn nhìn thấy độ vải chưa ạ? Ai cũng chia sẻ mấy chục lần, còn có 5 lần. Liệu có lại mấy bả không? Tranh chấp quá. Nên chia sẻ, bởi vì các bạn càng chia sẻ nhiều thì nó càng hiện lên đó các bạn. Đó là cái kinh nghiệm luôn đó, em nói thật đấy ạ. Càng chia sẻ nhiều thì các mẹ comment nó càng lên. Đấy chị ơi, như em muốn lấy đồ xỉ, vậy chị tính như thế nào? Mỹ Sương ơi, Nguyễn Thị Mỹ Sương ơi, xỉ là lấy đủ 7 màu 7 ri. Mỗi ri có size từ 2 tới 8 nha các bạn nhé. Và tổng của nó một lỗ là 49 bộ. 49 bộ nha các bạn nhé. Nó rất là rẻ và giá xỉ là 27.000 cho các bạn mua để về bán lại. Được chưa? Đây. Đây ạ. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? À, chị Nhung đẹp lắm. Ai cũng khen rẻ. Hỏi nhiều lắm. Lần nào em lấy về người ta cũng đòi chia. Muốn hết luôn. Chịu nổi nữa không? Đang mua cho con là còn về còn chia lại. Muốn hết luôn. Khổ thân. Đẹp mà còn rẻ nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Ok chưa? Đây chờ một xíu. Thương Nguyễn chị Nhung thấy mà. Em không có nhóm chia sẻ sao chị? Thương Trương ơi, hãy chia sẻ trên trang cá nhân. Sao mà lại chơi Facebook mà hiền lành nhất là Thương Trương rồi. Bởi vì mua hàng online mà không tham gia nhóm là thiệt thòi lắm. Bởi vì khi mà ví dụ như không mua ở bên chị Nhung, không mua ở bên trang bên xưởng thì mua ở bất kỳ chỗ nào cũng vậy. Khi các bạn chơi mini game mà các bạn chia sẻ, các bạn nguyên tắc mà có sự tương tác với trang xưởng, các bạn càng chia sẻ nhiều thì nó càng hiện comment của các bạn rõ hơn. Đấy, bằng Lan Tín, bữa em nhận hàng rồi, đẹp chị. Cảm ơn tất cả các mẹ. Rất là vui, từ nãy giờ bạn nào lên cũng khen đẹp như thế này. Còn đâu mà để mà có rất có nhiều tinh thần, các bạn nhìn vải này. Đấy, em cho các bạn quá trời luôn. Mà giờ em không chốt được bộ nào. Vui Tính ơi, hello Trần Thị Bích Thảo. Cái gì vậy gái, hỏi chị Nhung gì vậy? Đấy, điện thoại hết rồi, ok chưa? Được chưa ạ? Rồi, bây giờ bắt đầu bán với giá 1.000 đồng cho những mẹ nào comment đúng. Có đồ 12 tuổi không chị? Lê Cúc ơi, 12 tuổi thì quá, hẹn mọi người qua tuần sau. Qua tuần sau là tạm ngưng đồ nhí nhá. Đây là cái lô bộ đồ nhí cuối cùng của tuần này nha các bạn nhé. Nên bởi vậy, bạn nào mà
bạn nào hóng đồ đại qua tuần sau là có sẽ nhiều đồ đại lắm luôn, được chưa? Rồi, ok, khá là nhiều bạn đang comment ạ. Nữ Hoàng Phương Linh thấy này, Thương Trương thấy, An Minh thấy, size khoảng 32 kg là lát nữa có bé gái nhá chị nhá. Anh Minh ơi có đấy ạ. Bao nhiêu một bộ trang thùy, một xíu chị Nhung sẽ báo cái giá bán liền, còn bây giờ chị đang bán với giá 1.000. Đang bán với cái giá 1.000 mà, được chưa? Đang bán với giá 1.000 rồi. Bạn nào muốn mua 1k thì hãy comment giúp em là 1k và đã chia sẻ bao nhiêu lần. Em xin phép móc lên bắt đầu em bán. Bắt đầu em chuẩn bị bán, em bắt đầu em bán. Các bạn nên tranh thủ đi ạ. Hiện tại giờ là 1.147 lượt chia sẻ. Vâng, các mẹ tranh thủ chia sẻ và mời. Cảm ơn Lan Lê, chị Nhung có đọc được comment của chừng nào mới gọi chốt chị. À, bữa chị ơi, bữa em đặt hàng. A à, Nguyễn Thị Cẩm Vân các bạn chưa được chốt hả? Rồi bây giờ chị Nhung sẽ ghi lại em nhé. Nguyễn Thị Cẩm Vân chưa chốt em nhé. Tại vì do là nhiều khi chị chốt gần hết rồi đấy, nhưng mà có 15 kg Thúy Nguyễn ơi. À, mấy bộ 16 kg được không chị? Đào Nguyễn được mà. Được nhá. À, lát nữa báo cho con. Đây, nhìn đây. Rất là xinh, cái hàng này có size từ 8 kg cho đến khoảng 23 kg là thoải mái cực kỳ. Từ 8 kg. Có bé gái ạ. À? Ừ. Từ 8 kg cho đến khoảng 23 kg. Đây là hàng hôm nay nhá. Cái mẫu bé trai này là 8 kg đến 23 kg. Hải Lê có, Kim Châu Võ thấy, với em đặt hai bộ áo tay dài mà không thấy chốt. À vậy hả Thiên Hình, mà nhiều khi bị sót hàng của em rồi. Hôm nay nếu mà được thì mua tiếp, ủng hộ chị nha. Cái quần rất là xinh, cái quần này mặc lên con nó đẹp lắm. Nãy là cu tí của chị đã sở hữu ngay một bộ luôn, 13,5 cân mặc cái số. Ô nó mặc lên nhìn yêu ơi là yêu. Mà mỗi một tội là cái bạn đó bạn khó tính quá, bạn không cho chị chụp hình. Đấy, Linh Nguyễn lấy em màu xanh, màu vàng, màu xanh dương, nên lấy đủ màu đi Linh Nguyễn ơi. Nhá, Linh Nguyễn lấy xỉ đấy bé ạ. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Đẹp ngất ngây luôn đúng không ạ? Đẹp ngất ngây, phải nói một từ là đẹp ngất ngây. Tại vì biết sao, à, Linh Nguyễn, cái lô này là do thông cảm giúp chị là ở trên xưởng chị báo là các bạn ơi, các bạn chia đủ trộn màu cho chị. Đây này. Đấy, tức là các bạn phân màu như vậy sẵn này để về giống như là để đẩy lẻ cho nó dễ đấy. Để giống như là khỏi phải chọn nữa, bán theo combo. Nên mà phải thông cảm giúp chị là cái lô này nếu mà bây giờ mà em lấy 3-4 màu như vậy á, ngồi phân lại đuối lắm luôn á. Nhá, thông cảm giúp Linh nhá. À, để có gì lát nữa chị Nhung xem, nếu mà hy vọng em mua được đồ một cái. Cảm ơn Trang Huỳnh, rất là muốn luôn. À, nhưng chốt giúp em đi. Ừ được rồi, để chị Nhung xem. Được chưa? Rồi bây giờ bắt đầu. Em lấy đủ màu Thiên Hoàng, ok. Rồi được chưa ạ? Bây giờ hiện tại giờ bộ này 1k với giá 1k cho người mẹ sau đây. Chị ơi em ở tận Nghệ An chị ơi. Ừ Phạm Minh Minh ơi, không sao nhé. Ở Nghệ An thì cũng không sao, bởi vì em ơi móc lại giùm chị Nhung, đảo cái móc lại cho chị như vậy. Thấy chưa? Đảo cái bộ đồ lại như vậy. À, hàng lẻ hay hàng xỉ hay hàng buôn em đều ship toàn quốc nha các mẹ nhé. Hàng lẻ hay xỉ đều ship toàn quốc. Và đặc biệt là chất liệu bên em là em không làm hàng pha nha mọi người. Rồi được chưa ạ? Hoa mẫu đơn, hello hoa mẫu đơn, em chào chị ạ. Rồi chào Xuân Nương luôn. Bạn nào muốn mua 11k hãy comment đúng cú pháp giúp em là 1k số ký của con và đã chia sẻ bao nhiêu lần ạ? Bao nhiêu tiền một bộ ạ? Hiện tại giờ đang bán với giá 1.000 nha chị nhé. 1.000 7 bộ có 1.000 đồng thôi, nhưng với điều kiện là phải bán 1k và đã chia sẻ bao nhiêu lần, được chưa? Rồi bây giờ bắt đầu em cho các mẹ xem cái màn hình chính của em này ạ. Các bạn ơi, các mẹ nhìn xem cái màn hình chính của em nhé. Ok, 1k và đã chia sẻ bao nhiêu lần, được chưa? Áo phông ơi, một combo là 7 bộ chị Tiên Trịnh ơi. Một combo là 7 bộ ạ, 7 màu cho con. Rất là đẹp luôn, nhưng mà từ em chưa bán. Hiện tại giờ em đang bán cho một người mẹ đầu tiên. Em cho các mẹ xem comment. Em các mẹ ơi nhìn màn hình chính điện thoại của em đi ạ. Các mẹ nhìn thấy không ạ? Quế Nguyễn này, Thiên Hoàng thấy không ạ? Trang Minh nha, Ngân Ngọc này. Đấy, thôi chị không có nhóm. Ừ ok em, Trần Yến các bạn chia sẻ càng nhiều thì các mẹ comment càng lớn càng mau lên. Đặng Phan Trà My 8 kg này thấy không ạ? Phan Minh Minh 9 kg này. Đấy, Liễu Phan 1k, Liễu Phan ơi hãy chia sẻ nhé. 1k và đã chia sẻ bao nhiêu lần giúp chị? Đúng cái cú pháp đó. Oh, trời ơi, con mắm thúi Hoàng Diệp Thanh chia sẻ 100 nhóm. Chịu nổi nó không? Bạn này bạn chia sẻ rất là tích cực. Ok Thúy Nguyễn này, chị chưa nhận đơn bất kỳ một bạn nào nhá. Em chưa nhận đơn bất kỳ một lần nào ạ. Chia sẻ bao nhiêu lần thì mua được 1k. Chị Hà Hiếu, chị Hà Thiếu ơi, cứ bạn chia sẻ bao nhiêu lần, càng chia sẻ nhiều thì cơ hội mua 1k càng nhiều đấy ạ. Trần Hiển này. Đấy, em thấy khá là nhiều mẹ. Các mẹ nhìn thấy mình chưa ạ? Những bạn nào chưa thấy mình thì hãy nhắn comment liền đi ạ. 1k và đã chia sẻ bao nhiêu lần để các bạn được hiện lên nhá. Các bạn hiện lên chưa ạ? Rồi, sẵn sàng các bạn ơi. Sẵn sàng mua 1.000 chưa ạ? Bây giờ bắt đầu nha. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi, ok, ok. Bây giờ bắt đầu em sẽ coi đây ạ. Ok. Các bạn nhìn thấy ạ? Thấy chưa ạ? Ồ, sao tự nhiên lại tối thui thế này? Rồi, ok. Ninh Nguyễn này, Bích Ngọc này, Văn Mu này. Đó, em thấy hết nha.
Thanh Choang này, ok chưa ạ? Bích Diễm này, ok chưa ạ? Thảo Thảo Trần, chị Nhung, cảm ơn Thảo Thảo nha. Cảm ơn tất cả các mẹ đã chia sẻ rất là nhiệt tình. Và bây giờ mở đầu buổi tối ngày hôm nay, em xin phép được bán với giá 1.000 đồng cho người mẹ may mắn nhất. Một người mẹ may mắn nhất đầu tiên. Và đặc biệt là đêm hôm nay em sẽ bán ba mẹ nha các mẹ, nhớ nhá, ba mẹ, và cứ 15 phút là em sẽ bán ba mẹ một lần. Mạc Mai chị Nhung thấy này, đấy, bạn Dấu Na Nguyễn này, Nhất Nguyên này, Trịnh Tươi, Bích Ngọc này, Nguyễn Thuận, em thấy hết đấy các mẹ nhá, đó là đang comment thấy hết ạ. Em xin phép với bán với giá 1k cho người mẹ đầu tiên. Mẹ nào comment cú đúng cú pháp sau đây và hiện lên cái màn hình điện thoại của em đầu tiên, mẹ đó sẽ được sở hữu nguyên một combo 7 bộ đồ cô tông 4 chiều, hàng xất, vải xất cho con trai với giá 1.000 đồng 7 bộ. Cú pháp sau đây nha các mẹ nha. Các mẹ nghe cho rõ nha. 1k số ký của con, số điện thoại kèm, tối nay có đá banh mà không được xem. Ừ, ok chưa ạ? 1k số ký, số điện thoại, tối nay có đá banh mà không được xem. Một cú pháp. Được chưa ạ? Chị Thế Thái ơi, lát nữa em hiện tại giờ đang mua 1k đấy chị nhá. Nên bởi vậy bạn nào comment đầy đủ đúng cú pháp của em vừa đọc là mẹ đó được mua 1k. Em đang coi đây ạ. Đây, em hy vọng là người nào đang comment lên ạ. Hân Lê này, thấy chưa ạ? Tối nay ok chị Bi Nguyễn. Ok chị Bi Nguyễn, chúc mừng chị Bi Nguyễn, chúc mừng bạn chị Bi Nguyễn đầu tiên ạ. Chúc mừng bạn chị Bi Nguyễn đầu tiên nha. Ok chị Bi Nguyễn, chị Bi Nguyễn ơi. Đâu rồi? Chúc mừng chị Bi Nguyễn, em thấy chị Bi Nguyễn đầu tiên rồi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Chị Bi Nguyễn này. Đấy, Thế Thái ơi, ok, chúc mừng chị Bi Nguyễn nha. Chị Bi Nguyễn là đầu tiên, là người đầu tiên đã comment đúng ở trên em. Được chưa? Ok, rồi. Người đầu tiên đã sở hữu 1k. Chị Bi Nguyễn số điện thoại em ơi, bé em lấy luôn cho chị một combo đi. Số 7 cho chị Bi Nguyễn. Đâu có đâu, bữa hôm trước không phải. Ok. Ok nhé, mà không xem được xem. Ừ, rồi để chị Kim kiểm tra này, 1k số ký này, số điện thoại tối nay có đá banh mà không. Ok chưa? Rồi, chúc mừng bạn Chi Bi Nguyễn nhé, một bộ combo như vậy. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Một combo như vậy giá 1.000 đồng cho bạn Chi Bi Nguyễn. Chi Bi Nguyễn có ở đó không? Em cũng đúng mà chị. Ừ, nhưng mà đúng, rất nhiều bạn đúng, vô cùng nhiều bạn đúng, tất cả các bạn đều đúng. Nhưng chưa có để được mà chị. Đấy, nhưng mà phải nói là có dấu hay không dấu chứ. Không chị ạ, không có dấu nhá. Mua hàng bên em này không có dấu, các bạn đừng nên comment dấu. Tất cả các bạn nhá, được chưa ạ? Không cần dấu đâu. Đây, rồi. Một combo vô cùng là xinh, vô cùng là đẹp. Vải là phải nói một từ là các mẹ, tại sao mà các mẹ mua hàng ủng hộ em nhiều? Bởi vì đơn giản thôi ạ. Cái vải nó đẹp một cách không cưỡng lại nổi. Cái vải nó đẹp lắm luôn các bạn nhé. Nhưng các bạn đừng buồn, bởi vì sao lát nữa. Ok, Đan Nguyễn hả? Không công bằng. Thôi được rồi, 15 phút nữa em sẽ bán với giá 1.000 nữa. Được không ạ? Đấy ạ, 15 đồng mà em không xem được, tới lúc nghe được thì người ta đã được một cái mạng em không xem được. Ok Mạng Mai. Rồi, hiện tại giờ đang bán với giá 1k, nhưng 15 phút nữa em lại tiếp tục bán cho một người mẹ nữa, được chưa ạ? Bạn Chi Bi Nguyễn có ở đó không? Hãy comment giúp chị Nhung luôn đi, để chị Nhung biết luôn. Chi Bi Nguyễn, chị Nhung đang ghi màn hình nhá. Rồi, hiện tại giờ tạm thời em bỏ qua giá 1k. Em xin phép bỏ với giá 1.000 nhá. Và hiện tại giờ em sẽ trở về đây ạ. Rồi, em giới thiệu sơ các bạn nhé. Nhung Trương, ok, 15 phút nữa chị Nhung sẽ bán với giá 1.000. Nên bởi vậy đêm hôm nay bạn nào mua đồ nên cứ chốt trước, cứ chốt cho con để con mặc. Rồi lát nữa biết đâu, lát nữa mình đừng bỏ nhé, đừng bỏ like. Bởi vì sao? Biết đâu lát nữa 15 phút nữa mình, thay vì mình đặt hàng với giá mà chị Nhung đang bán, chuẩn bị bán, mà các bạn mua hàng lát nữa lại trúng, 15 phút nữa chị lại chơi mini game, được chưa? 15 phút nữa thôi là mini game, biết đâu mình lại trúng 1k tiếp. Ok nhé, 13kg nên chốt cho con số 4. Nếu mà rộng, có bụng thì chốt số 5 cho con thoải mái ha. Tức là chị chỉ cho các bạn mua hàng online của bên chị Nhung như thế này đây. 13kg chốt số 4, 14kg chốt số 5, 15kg chốt số 6, được chưa ạ? Nhưng các bạn cứ nói số ký đi. Cứ nói số ký thì các bạn nhân viên của chị Nhung sẽ lấy size chuẩn cho các bạn, được chưa? Ok, chặn luôn rồi, hu mà không được á. Rồi, hiện tại giờ combo này chỉ có 7 màu, có tất cả 7 màu cho con, để con có thể mặc 7 ngày cho con. Đẹp một cách không thể nào tuyệt vời hơn nữa.
Em chỉ sau bạn ấy thôi, trời ơi tiếc quá. Ừ ơi trước sau không được ạ. Ơi em trước sau không được ạ. Ơ Nhung Hoàng ơi, chị Nhung căn cứ theo cái máy chủ đấy, có 8 ký Jenny Hồng nhá. Cái này có size từ 8 ký cho đến 23 ký, được chưa? Mà em cũng chán, nhanh tay thế mà không nổi. Yên tâm đi, tệ hên xui. Thích quá chị Nhung ơi. Ừ Chi Bi Nguyễn chúc mừng gái yêu của chị. Không biết là Chi Bi Nguyễn ở đâu vậy? Gái ở đâu vậy em? Chị Nhung không nhớ hết được đâu. Rồi, được chưa ạ? Cái màu nó đẹp chưa? Trời ơi combo này, và báo cho các bạn một tin vui, cái vải này nếu như những bạn mà đang mua đã mua hàng bên em rồi thì em không cần giới thiệu nữa. Bởi vì sao? Cái vải nó đẹp lắm luôn. Cái vải nó là vải cô tông 4 chiều xuất, cô tông 4 chiều xuất, nên bởi vậy những cái bộ vải này nếu các bạn đi mua ngoài thị trường sẽ khó cực kỳ luôn, khó mua cực kỳ nha các bạn. Bởi vì sao? Cái vải nó là vải xuất mà, nên ngoài thị trường làm gì có ạ. Ngoài chợ thì càng không thể, ngoài chợ thì không bao giờ có luôn chứ đừng nói không thể. Bởi vì ngoài chợ là nó toàn bán ba cái vải, mà những vải pha là một, cái vải TC là hai, vải nó là vải su là ba. Những cái vải con mặc lên rất là khó chịu, ngứa hoặc là mau xù. Các bạn mà giặt máy giặt một chút thì nó nhiều khi nó nhão rồi. Còn riêng những cái vải xuất như vậy, thứ nhất nó dai, cái thứ hai nó mịn, cái thứ ba là con càng mặc càng mát, càng mặc càng mát, rất là thích. Và cái giá cực kỳ tốt cho tất cả các bạn, và chỉ những cái mẹ nào đã chia sẻ thì mới được mua giá này nhá. Giá em xin phá phép báo cho các bạn một tin vui ạ. Giá này một bộ là 50 ngàn, một bộ là 50 ngàn, nhưng các bạn mua đủ combo 7 màu cho con, giá cực kỳ tốt, chỉ có 39 ngàn thôi ạ. Tuyệt vời luôn ạ, không còn một chỗ nào bán giá này đâu ạ. Hàng này nếu các bạn đi mua 39 ngàn thì em xin lỗi, chắc cái áo đó về các bạn vứt luôn. Nếu các bạn mà đi ra ngoài chợ luôn á, các bạn đi tận tay các bạn mua ngoài chợ, mua mà cái bộ đồ mà 39 ngàn con mặc mấy bữa nó ngứa kinh khủng. Các bạn phải hiểu cái cảm giác nhiều khi các bé mặc bộ đồ lên mà cứ buổi trưa các con hay cáu bẳn. Phải hiểu được rằng là con nhiều khi con mặc bộ đồ nó khó chịu đấy các bạn. Đấy, ok 15 phút nữa chơi tiếp nha Út San. Nhiều một bộ 17... Một bộ là 50, nhưng các bạn mua đủ 7 màu cho con giá rất tốt, chỉ có 39 ngàn thôi ạ. À. Không có chỗ nào bán. Chỉ là đỉnh luôn. Cẩm Nhung Nguyễn, cảm ơn Cẩm Nhung Nguyễn, xin phép ghim cái bạn Cẩm Nhung Nguyễn này. Không, dù không biết bán ở đâu nhưng mà rất là thích. Có Shopee, Thảo Tôn em lấy 7 bộ số 8 này, em lấy luôn đi. Ưu tiên cho những bạn nào chốt trước nhá. Ưu tiên bạn nào chốt trước em buồn. Sao vậy? Rồi bắt đầu chốt nhé. Tất cả các bạn nãy giờ là chưa 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 nhận đơn bất kỳ một bạn nào. Bây giờ bắt đầu em nhận. Được chưa ạ? Sang Tuyết em một combo đi chị. Bạn nào lấy comment số ký kèm theo số điện thoại giúp em ạ. Bạn nào lấy comment số ký số điện thoại giúp em. Nha. Ok chưa ạ? Rồi 10 ký Thùy Thùy này, cảm ơn Thùy Thùy này. Hải Lê lấy nhanh đi em không tin. Hai bạn lấy luôn. Lấy nhanh lên. Ủa bác Thái ơi. Hải Lê mặc được size số 8 nhé, Hải Lê nhé. Ok chưa? Hải Lê size số 8 này các bạn ơi nhé. Cái giá cực kỳ tốt luôn, cực kỳ tốt, phải nói là chưa bao giờ. À Thanh Hải, à Thái Hà ơi để lại số điện thoại giúp chị. Chị Nhung nhận, chỉ nhận đơn qua có số điện thoại nhé. Em lấy số 10 chị. Thảo Tôn ơi không có số 10, cái này là số 8 lớn nhất rồi Thảo Tôn ạ. À, lớn nhất là số 8 nhá. Các bạn chưa? Cho em xin xin giá. Tiên Chỉnh ơi, một bộ là 50, nhưng các bạn mua đủ combo cho con để em xin phép em tính này ạ. Em tính tiền một chút nha. Các bạn cứ comment ạ. 39 ngàn một bộ. Ba người mà không lấy. Ồ rất là nhiều. Thảo Tôn số 8 này. Thấy chưa? Các bạn ơi, bạn Thanh Thanh Nguyễn chị Dung chưa chốt nhé. Chưa chốt các bạn phải chốt nhanh bởi vì hàng số lượng rất là ít, tức là nó tầm khoảng có 200-300 thôi, nên ưu tiên nhớ những mẹ nào comment trước. Ưu tiên ạ. À, cái hàng này nó rẻ quá. Nó rẻ nên mua hàng được là mua liền, để em comment em nhân lên giá tiền cho các bạn luôn. 7 bộ nhân cho 39 là chỉ có 273 ngàn thôi các bạn ạ. À. 273 ngàn các bạn mua được 7 bộ cho con, em thử hỏi ở đâu mua được không ạ? À? Không bao giờ các bạn mua ở đâu được đấy. Nó ngang như cái vải, tức là các bạn đi ra ngoài gần như là 100 ngàn ba bộ đấy các bạn. Gần như là 100 bàn 3 bộ. Mà 100 ngàn 3 bộ các bạn đi mua ở ngoài về chỉ có vứt đi thôi, chứ không thể nào mặc đẹp như thế này đâu ạ. Không thể nào đẹp được, bởi vì cái hàng nó đẹp một cách xuất sắc các bạn nhá. Thùy Thùy ok 7 bộ chị ơi 10 ký, nhưng phải có số điện thoại. Các bạn ơi phải có số điện thoại giúp em đi ạ. Phải có số điện thoại. Nguyễn Thiên Ân ok em nhận đơn của chị nhá. Có số điện thoại của chị thì em mới chốt. Đai Si Nguyễn, Đai Si Phạm ơi em nhắn lại đầy đủ một dòng cho chị. Đấy, cứ nhắn đầy đủ một dòng như vậy cho em này là ngày mai các bạn nhân viên sẽ chốt luôn. Ví dụ như chị đã chuyên đồ gia dụng 20 ký này, số điện thoại có đầy đủ hết luôn này. Ok này, Cỏ May để lại số điện thoại đi Cỏ May ơi. Dung Dung ơi. Dung Dung để lại số điện thoại, các bạn phải có số điện thoại chị Nhung mới nhận hàng. Không có số điện thoại chị Nhung không nhận hàng bất kỳ một bạn nào nhé. Ok chưa ạ? Phương Nguyễn ok 12 ký quá đẹp. Quá đẹp luôn.
đọc nhanh vào. Ok, bạn nào chốt là em đọc to lên. Ok, bạn nào chốt thì chị Nhung các bạn nghe luôn. Thùy Thùy này, Phương Nguyễn 12 kg, ok này. Đấy, Ngọc Cảnh combo 10 kg, đẹp lắm Ngọc Cảnh ơi. Em nhận được hàng đi. Con mặc lên là chỉ có ngất rồi, ngất thôi. Trần Hiển 8 kg, cảm ơn. À, số 4 và 1 set. Cảm ơn Lê Dung. Nhưng mà Lê Dung phải để lại số điện thoại cho chị Nhung liền. Lê Dung để lại số điện thoại đi. Vâng ạ. Bé ơi, em ghim giá cho chị Nhung đi em. Bạn chưa cầm ghim lại chị Nhung chưa thấy. Rồi ok, buồn quá không mua được một ca chị Nhung ơi. Lát nữa sẽ được mua một ca chị Thơ nhé. Lát nữa 15. Bây giờ các bạn cứ chốt đi cho con, nên mua cho con, bởi vì do thực ra có 273.000 các bạn. 273.000 các bạn. Em nói thiệt, cái vải này là vải đẹp ngang, không thua kém, thậm chí nó còn mát hơn vải con cưng. Thậm chí vải con cưng nó còn nhiều khi còn nóng hơn, bởi vì vải con cưng em biết mà, em là người sản xuất vải, em là người làm trong ngành nên em rất rành luôn. Đó, cầm cái bình vải lên các bạn cảm giác nhiều khi nó dày, mịn mịn, nhưng nó nhiều khi nó là vải TC, vải 3565, nó rất là mịn, nhưng mà các bạn mặc một thời gian nó bắt đầu nhão và nó xù các bạn nhé. Và nhiều khi trong con cưng nó có pha những cái hàng đó, và những bộ đồ trong con cưng nó bán toàn 200, 120, 360 một bộ đồ. Những bộ đồ như thế này thì nó bán khoảng chừng, theo như em không lầm thì nó bán từ 99 đến 120, theo như em không lầm là như vậy đấy, 120, 130 một bộ nha các bạn nhé. Còn ở với em bán với giá mà 39.000 thì em hỏi rằng là một bộ mua ở ngoài nó sẽ bằng 3 bộ mua ở đây, mà cái chất liệu của nó thì chưa chắc đã bằng đâu các bạn, chưa chắc đã bằng đâu. Nên bởi vậy nếu không mua cho con thì cực kỳ tiếc, rất là tiếc. Cảm ơn Hải Lê, cảm ơn Văn Lê, Văn Mu. 273 là gì gái? Tất cả các bạn phải có số điện thoại. Chị Nhung xong cũng bị khóa Facebook khu, đừng thử Văn Mu chưa. À, em ơi, thủy câu vơ ơi, nó 7 màu em. Nó có 7 màu nên chủ chốt cho con đủ 7 màu nhá. Ok, chuyên đồ gia dụng này. Ok, Mai Phan này. Combo nhiêu vậy ạ? Một combo giá mua đủ bộ cho con giá chỉ còn có 39.000 thôi. 39.000 đồng giá 39.000. Được chưa ạ? Vui quá chị ơi, đêm nay chắc không ngủ. Chị Vi Nguyễn thương quá. Em đã thấy ạ, Đan Si Phạm, ok Đan Si Phạm này. Thái Hà này, Sương Lê này. Ok Sương Lê nhá. Thấy ạ, Thu Hà có à, Thu Trần ơi, sai đại là khoảng tuần sau thì bắt đầu có thôi đại. Phụng Nguyễn cảm ơn luôn. Ok, chờ chị Nhung một xíu, lâu quá mới gặp lại chị. Cảm ơn Thành Trần, rất là dễ thương. 2 tuổi vừa không? Vâng chị Thu Thu ơi, chị nhắn số ký của con đi ạ. Em sẽ lấy đúng size cho chị. Có size từ 8 kg cho đến 23 kg chị nhá. Ok, ký ức chị Nhung thấy luôn. Ok, 14 kg, lai ngố 14 kg, lấy số 4 cho con thoải mái nhé. Lấy số 4 cho con thoải mái. Đấy, 17 kg đủ màu, cảm ơn Bùi Ngọc rất là nhiều. À, đồ bé trai, Lan Phạm Thị ơi, bé trai 50 kg nào. Em có đấy nhưng mà không biết là em có like kịp không ạ. Rồi, mà mấy bộ dài, nó dài quá, em đổi lại lấy mấy bộ này được không? À, mặc mai được gái. Lấy combo bé 10 kg. Đặng Kenly ơi, phải để lại số điện thoại. Tất cả các bạn phải có để số điện thoại. Không có số điện thoại em không chốt. Thu ơi, đồ 33 32 33 kg thì qua tuần em sẽ có rất là nhiều nhé. Hôm nay em tạm thời bán size từ 23 kg đổ xuống. Đồ gì vậy chị? Đồ sát nách. Đây chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Em thấy rất là nhiều bạn. Cherry Hường này, Thùy Linh này, 5 kg thì mặc hơi rộng em. 5 kg thì hơi rộng, nhưng mà cái này từ 7 kg thì ok đó, vô cùng luôn. Đấy, Tiên Trịnh này, chút cho em chưa chị? Thùy chị Nhung chốt rồi, cảm ơn Đặng Kenly, chị Nhung thấy luôn. 10 kg ok, một bộ là 39.000, chị Nhung chưa thấy ghim giá của các bạn nhé. Chị Nhung thấy này, Trần Nguyễn ok này, đấy, Trần Kim Thoan ok này, Thanh Nguyễn ok này, đấy ok nha. Gì đây chị? Ủa? Đây chú. Ủa chứ ba cái điện thoại để làm gì? Muốn chết bây giờ. Ba cái điện thoại mà không lấy kim hàng. Rồi ok. Ok chưa? Thôi được rồi, vậy thôi giải tán đám đông. Ok. Combo ok 8 kg. Thảo Tôn. Chú mẹ ơi, các bạn ơi, chắc là để tôi lai nán với ba cái nhân viên này quá. Ba bạn mà còn lấy hàng không kịp, bởi vì ra nó đẩy xuống các bạn. Nó đẩy xuống. Bé trai 18 kg, Hằng Nguyễn cảm ơn. Tất cả các bạn mua hàng thì hãy nhắn giùm em là đầy đủ số ký, số điện thoại của con. Em cảm ơn chị Ngọc Hà Trần rất là nhiều ạ. Hôm nay đẹp, đồ đẹp thế chị. Nó đẹp lắm luôn gái. Đẹp lắm luôn, không thể nào đẹp vừa. Đấy, không trúng được một ca. Ừ, mua cho con đi gái, bởi vì nó rẻ lắm luôn. Em có không? Nãy em bị bớt mạng. Nhật Thúy ơi, nhắn lại giúp chị Nhung đi. Nhắn lại giúp chị là số ký của con và số điện thoại của em nhá. Nhắn đầy đủ. Ok, có số điện thoại đó chị ơi. Cảm ơn Đặng Kenny. Chắc chắn là con sẽ mặc rất là đẹp. Vâng, cảm ơn chị Hằng Nguyễn ơi, em bán hai màu như vậy là giá là 50.000 một bộ đấy ạ. 50.000 một bộ là giá cực kỳ tốt rồi, nhưng mà các bạn nên mua đủ một combo cho con, đủ 7 màu cho con, giá chỉ có 39.000 thôi. Em bấm lại giùm chị Nhung cái ghim giá đi em. Một bộ là 50, còn mua 7 màu, đủ màu em.
Thấy chưa ạ? Thấy chưa ạ? Vậy chị đổi em 4 bộ này. Chị tính cho em luôn nha. Em lấy 12kg nha. 4 bộ. Đổi lại 4 bộ em lấy 7 bộ này. Ok. À, vâng chị Lai Ngô, vâng cảm ơn tất cả mọi người ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn Phương Nguyễn rất là nhiều luôn. Cảm ơn Phương Nguyễn. 10 bộ bao nhiêu hả Minh Trang? 10 bộ thì chắc là chị sẽ tính giá là 37.000 luôn. Được chưa ạ? À, chốt hết mà. Số 9 thì đâu có sai. Không có sai số 9 nha các bạn nhé. Không có sai số 9. Cái này là sai số 8 ạ. Từ 2 đến 8 nha các bạn nhé. Tí nữa 1k chúng em nha chị. Ok Hà Thiếu dễ thương quá. Cảm ơn tất cả bạn. Em thấy Daisy Phạm rồi. Đấy bé trai 12kg hay là sao vậy chị Diệp Chi Nguyễn ơi. Hết số mấy? Hết số 2. Tăng lên. Được chưa ạ? Em lấy combo 20kg. Cảm ơn Hoàng Nguyễn Thị này. Ok này. À, có tính ship không chị? Ship toàn quốc 30-35 ngàn. Tại vì sao? Bên giá của chị Nhung nó quá tốt đi, nên không thể nào phi ship được các bạn. Thực sự một bộ đồ chị Nhung rất rẻ luôn. Rất rất rẻ nên không thể nào mà rẻ hơn được nữa. Nên không thể nào hỗ trợ các bạn nhé. Cho em 2 bộ 18kg số điện thoại. Huế Ngô ơi, 2 bộ là 50 ngàn một bộ nhé. Nên lấy đủ cho con bởi vì sao? Cái giá nó quá tốt. 7 màu cho con thì giá chỉ còn 39 ngàn thôi. 39 ngàn. Em cứ hồi hộp. Ừ, chắc là khoảng chừng vài ngày nữa là em nhận được đấy. À, Thái Hà để như thế này. Giá nhiêu? Sao nãy giờ không comment, không công ghi giá cho chị? Đây chưa ạ? Đấy, 5 bộ giá mấy hả chị? À, 5 bộ là giá là 42 ngàn nhá. Chị ơi, Phương Vi chị Nhung thấy mà. Khổ đẹp chưa? Bao nhiêu một bộ của chị? 1 bộ là 50, 2 bộ là 50, dưới 5 bộ là giá là 42 ngàn. Nhưng mua đủ 7 màu cho con giá chỉ còn 39 ngàn thôi ạ. 7 màu chỉ có giá 39 ngàn. Nó có quá rẻ không các bạn? Em xin hỏi các mẹ quá rẻ không ạ? Nên lấy cho con 1 combo, 2 combo. Bởi vì đây cái lô này là khả năng lô này là lô cuối của hàng nhí rồi. Đấy, em chuẩn bị sang hàng thu đến nơi rồi các bạn. Bởi vì cho là khổ một nỗi là đặc thù bên xưởng em là như vậy. À, chị Sang Nguyễn Vân ơi, hiện tại giờ là em đang like sách nách chị nhá. Nếu mà chị ưng thì chị nên mua cho con ạ. Cảm ơn Thái Hà 10kg chị Nhung thấy rồi. Phương Vi ơi, chị Nhung nghe này nói gì vậy? Tiên Huỳnh à, không thấy chốt. Tiên Huỳnh ơi nhắn lại cho chị đi. Này sai, 1 tuổi 11kg với. Ok à, ok, đủ màu. Ok, bao nhiêu vậy? Rất là nhiều luôn nha các bạn nha. Đấy, ok này Giang Linh. Các bạn ơi, Giang Linh để lại số điện thoại giúp chị Nhung. Để lại số điện thoại giúp chị nha, được chưa? Được chưa ạ? Bắt đèn chị á. À, bị khóa Facebook mà vẫn trượt chúng đúng thứ ba. Ok. Hip Khoa ơi, cái này thì giá cực kỳ tốt, rất tốt luôn. Một bộ là 50, dưới 5 bộ là 42. À, trên 5 bộ là 42. Nhưng mua đủ 7 màu cho con giá chỉ còn 39.000. Riêng những cái dòng hàng này nếu như các bạn mua ở con cưng, nếu các bạn mua ở con cưng thì giá nó tầm khoảng chừng 99 đến 120 các bạn nhé. Đấy, ship gọi tưởng giày về mừng quá, ai ngờ lại là hàng về. Thương quá. Ừ, Tiên Huỳnh được nhắn số ký cho chị Nhung. Được Tiên Huỳnh nhá, nhắn số ký chị Nhung. À, hỏi quăng quá trời mà không trả lời. Nhật Quyên Uyên, cái gì vậy? Hả? Lan Trinh ơi, chị nên lấy đủ 7 màu cho con. Chị Lan Trinh ạ, à, tại vì sao? Chị mua 5 bộ giá là 42 ngàn. Nhưng mà chị mua 7 màu cho con thì giá chỉ còn 39 ngàn thôi ạ. À. Tức là 273 ngàn đấy ạ. 273 ngàn mà mua sở hữu luôn cho con được 7 màu cho con. Nó quá đẹp chị nhá. Quá đẹp mà còn quá rẻ nữa, không phải rẻ vừa nữa ạ. Cái hàng này mà các bạn đi mua ở ngoài thì lấy đâu ra cái hàng đẹp như thế này. 10kg, 8kg rất là đẹp luôn Thu Trang. Cái hàng này có size từ 8kg cho đến 23kg. Em cho các mẹ xem từng màu đấy ạ. Em cho các mẹ xem lại màu đấy ạ, màu vàng. Em lấy cho các mẹ xem nhé. Em cho các mẹ xem màu xanh ạ. Các bạn nhìn thấy chưa? À, ok chưa? Một combo như vậy là 39 ngàn một bộ. Em có ghim giá chị ạ. Phương Vi chị Nhung thấy mà. Lấy đủ hết 10 bộ. À, nếu mà các bạn Minh Trang như bạn Trang á, lấy 10 bộ thì giá nó chỉ còn là 37 ngàn thôi nhá. Em ơi nhớ giá nhá. Lấy 10 bộ là chỉ còn 37 ngàn thôi. Đấy, nếu mà bạn nào. À vậy hả, tại cái này là size số lớn nhất rồi. 30kg không có đâu ạ, thêm combo 18 nghìn nữa cha. Đấy, ví dụ như bạn Hải Lê, bạn lấy 2 combo như vậy là tính giá 37 ngàn nhá. Hải Lê được 2 giá 37 ngàn thôi. Đấy, ví dụ như bạn nào mua combo này combo kia là giá 2 combo là chỉ còn 37 ngàn một bộ thôi. Xin lỗi quá rẻ. Rẻ đến mức độ mà không còn một chỗ nào bán với cái giá đó đâu. Không còn một chỗ nào dám bán cái giá đó. Thủy Cover chị Nhung thấy rồi, Thủy Cover chị Nhung có nhận được rồi. 2 bộ là 50 ngàn gái, 50 ngàn một bộ. Hello, mi phấn, combo bé gái chị yêu. À, ok, Mạc Mai. Với lại chốt thêm 2 bộ dài tay luôn nhé. Ok, Tiên Huỳnh, chị Nhung thấy rồi, nhớ để lại số điện thoại giúp chị. Đấy, Phương Vi, ok. Phương Vi để lại số điện thoại giúp chị Nhung đi, Phương Vi ơi.
Được chưa ạ? Rồi trang ngô 7 bộ nhé. Ok Trang Lê. Ok. Rồi đẹp lắm anh chị. Cảm ơn Hồng Nhung Võ. Cảm ơn gái, bởi vì do là tội nghiệp em vô cùng luôn. Một cái khách hàng mà mua hàng mà đợi mòn mỏi, thương ghê gớm, mà cuối cùng 20kg sữa chua ơi, còn xa 20kg không em? Còn. Rồi 20kg còn nhá, 20kg còn. Đấy, Giang Linh, cảm ơn Giang Linh này. Thêm 7 bộ 15kg nữa này. Em ơi Giang Linh này có chốt đơn chưa? Ủa Giang Linh ơi em lấy cái gì vậy em? Em lấy combo hồi nãy là combo gì mà bây giờ lấy thêm 15kg là bao nhiêu? Bởi vì bạn nào mà lấy hai combo như vậy thì giá chỉ còn 37.000 thôi. Chị nói thật luôn, 37.000 là chị nhung lời rất ít, cực kỳ ít, vài ngàn chị nhung lời như vậy, một bộ có vài ngàn thôi. Đấy, vài ngàn bạc. Ok, em đặt 7 bộ. À, có Trần ơi, Trần 7 bộ nhưng mà bao nhiêu ký Trần? 7 bộ là bao nhiêu ký? Nguyễn Thảo ơi, 16 ký mặc rất đẹp luôn Nguyễn Thảo nhá. Đấy, màu đỏ này, màu xanh. Cái này có size từ hiện tại giờ hết số size 2, số 2 phải không? Có size từ 9 ký, từ 8 ký cho đến 23 ký nha các bạn. Em thấy chị Ngọc Hà Trần rồi ạ. Đấy thôi cũng đã thấy rồi, đẹp quá ạ. Ừ đẹp lắm luôn á. Đấy có size từ 8kg cho đến em combo nhé. Ngọc Cảnh, chị Nhung nhận đơn của em rồi, chị Nhung đã lấy rồi. Vâng, hiện tại giờ hôm nay chị Nhung chỉ có một chỗ đơn này thôi. Quá trời sao chưa chốt. Thủy Câu Vơ ơi, ngày mai các bạn sẽ chốt cho Thủy Câu Vơ nhá. Được chưa ạ? Đấy. Ok, Tiên Huyền chị Nhung thấy rồi, hàng em cho em xem bộ 10kg với. Hằng Nguyễn ơi, bộ 18kg nó sẽ y như vậy nhưng mà cái size nó sẽ là size to. Em đang cầm là size số 2, 18kg chị sẽ lấy size số 7 em nhé. Nó nhảy lên size như vậy đấy. Phi Yến Nguyễn hello. Giang Linh, à 7 bộ 11 và 7 bộ 15. Giang Linh số điện thoại, Giang Linh ơi. Giang Linh để lại số điện thoại giúp chị Nhung. Phải có số điện thoại chị Nhung mới chốt đơn nhé. 15. Đấy, đẹp chưa? Cảm ơn Phương Vi, chị Nhung thấy đơn của Phương Vi rồi. À, Khoảng Lặng ơi, bé 27kg thì hẹn qua tuần sau. Bởi vì qua tuần sau sẽ là một cái tuần bùng nổ về size đại. Những bạn nào có con size đại trên 25kg thì nên hóng đồ để tuần sau nhá. Hà Lê Kim 18kg để lại số điện thoại giúp em ạ. Đấy ạ, số lớn nhất là bao nhiêu? Số lớn nhất thì cái hàng này thì em chỉ chốt cho 23kg đổ xuống thôi. Còn bạn nào mà 25kg thì bụng to thì đừng nên chốt, bụng nhỏ thì lấy. Trần, cảm ơn chị Trần 12kg em thấy chưa? À, like dày khoảng 3 ngày nữa. Vâng, em đẹp quá. Em cho các mẹ xem các bạn xin ra. Cái màu này em lấy bất, cái màu này là cái màu mà em phải nói là cái vải xuất nên cái màu nó đẹp quá các bạn ạ. Cái vải nó là vải xuất nên màu nó đẹp quá. Cái vải màu vải xuất nên bởi vậy cái vải nó mịn mà nó mát quá. Em cầm đây mà em đã cảm giác nó thấy tuyệt vời rồi. Được chưa ạ? Mimi ơi. 25kg nhưng mà con có bụng không? Đấy, khi xem lại mà không được tặng một nào. À, Liễu Thùy dễ thương quá. Vâng, chị Hà Lê Kim ơi, 18kg chị cho em số điện thoại đi ạ. Em sẽ lấy hàng cho chị ngay và liền đây, không mất công lại hết hàng chị nhá. À, không, em comment nhiều luôn. Chị có 25kg là nó cùng size với hôm bữa đấy. Em nếu mà con mặc vừa là chị Nhung lấy cho. Vâng, cảm ơn Thương Hoài thì em cảm ơn chị rất là nhiều. Cho 10 của bé 20kg. Và gì đấy ạ? Em chưa hiểu ạ. Chị Thương Hoài Thị ơi, cho tớ một set 14kg nhé, số điện thoại. Và cho 10 của bé 20kg nhé. Là sao chị Thương Hoài Thị ơi, chị nhắn rõ giùm em. Thủy Cover ngày mai chị Nhung sẽ chốt nhé. Ok, cà tím để lại số điện thoại giúp chị. Thôi bây giờ như vậy đi. Tất cả các bạn ơi, bây giờ thì thấy em chốt là không nghe chị. Ok, Phương Vi chị Nhung chốt rồi. Chốt rồi nhé. Cho em hai combo, tất cả những bạn nào lấy hai combo mua hoài không được. Ok Thanh Thủy, hôm nay chị Nhung, ngày mai chị Nhung sẽ chốt đơn cho. Bây giờ như vậy đi, tất cả các bạn nào mua hai combo giá sẽ là 37.000, chị Nhung sẽ hỗ coi như vậy là hai combo là 14.000, các bạn sẽ được hỗ trợ gần như là hỗ trợ tiền ship đấy các bạn. Mua hai combo 14 bộ là gần như là free ship rồi, gần như là free ship luôn đấy các bạn, gần như luôn đấy. Đấy, bởi vì được hỗ trợ tới tận 34.000 rồi. Đúng không ạ? Mua thêm mua cho con, bạn nào mà có hai bộ thì mua là còn được free ship thì có sướng luôn. Cảm ơn Giang Ly. Cảm ơn Mimi. Mimi để lại số điện thoại đi Mimi ơi. Không có số điện thoại là không thể nào chốt đơn được nhá. Cà tím để lại số điện thoại, cà lím nhá. Phải có số điện thoại chị Nhung mới chốt được, bởi vì các bạn phải hiểu không có số điện thoại sao mà nhắn tin để gọi điện cho các bạn được. Đúng không ạ? Thảo Tôn gái yêu, cảm ơn gái tiêu rất là nhiều. Liễu Thùy, chị Nhung cảm ơn Liễu Thùy rất là nhiều thấy đơn rồi. Nhá, Thu Trang, cảm ơn Thu Trang. 7 bộ 15kg, 3 bộ 9kg. Em ơi là em 10 bộ hả? Nếu mà nên lấy thêm cho con 4 bộ, ví dụ như cứ đủ 2 combo là 14 bộ cho con là giá chỉ còn là ai? Đây chị đang hỏi lại đấy. Ừ. Đăng Khoa Thái để lại số điện thoại giúp chị Nhung. Đăng Khoa Thái nhá. Ok, ok, ok cà tím. Đăng Khoa Thái thấy số điện thoại rồi sang tiết ok luôn. Một bộ là 50, còn mua đủ combo 7 màu cho con giá chỉ còn 39.000 thôi. Ok, chơi nữa đi hả? Ok.
sao nó có một mẫu thôi chị? Ừ, tại vì do là chị thông cảm giúp em là mỗi một đêm em sẽ bán một mẫu, nhưng ngược lại nó đủ màu cho con. Con mặc rất là xinh, xinh lắm luôn. Hãy tin, nhất là những bạn nào lần đầu tiên đến với em, hãy tin em một lần đi ạ. Cái mặt em không đến nỗi quá gian đúng không các bạn? Không phải em tự hào hay em tự tin quá đâu ạ, nhưng thực sự em chưa bao giờ có ý định bán hàng online là sẽ bán những cái hàng kém chất lượng bao giờ. Với em bán online là bán làm sao để khách nó có thể quay lại với mình, bán để khách làm sao quay lại nó đừng lên like để nó chửi, đừng để khách quay lại và chửi mình trên like, bởi vì cái mặt của mình mà lên like mà bị chửi xấu hổ lắm. Nên với em tất cả những gì em bán hàng online là phải tốt nhất, mặc dù là người bán online nhưng hàng phải thật chất lượng đó. Nhất là các bạn buôn bên em cũng vậy, các bạn lấy số lượng rất là lớn, vài ngàn vài vạn luôn, các bạn cả tiền vạn nữa. Nên bởi vậy cái hàng bên em thì muốn đẩy được số lượng lớn thì buộc cái chất lượng phải tốt nhất thế thị trường và giá rất là tốt. Nên bởi vậy tất cả các bạn buôn nào mà muốn hợp tác với em thì cứ liên hệ trực tiếp với em, và các bạn được quyền đến xưởng tại số 2 Lê Cảnh Tuân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để xem xưởng và xem vải và đặt mẫu nhé. Và bên em có nhận đặt may theo mẫu độc quyền của các bạn buôn nha các bạn nha. Ok chưa? Mấy bộ chị? Cái này một bộ là 50, còn mua 7 màu cho con giá chỉ còn là 39.000 thôi. Giá tốt lắm, không chốt thì không tiếp cực kỳ. 12 kg có thân Petrolex Phạm, than Petrolex Phạm 12 kg là em để lại số điện thoại cho chị, ngày mai chị Nhung lấy cho nhá. Thủy cover chị Nhung lấy rồi, bữa nay nữa là hết hàng hè rồi chị hả. Bích Diễm ơi, nó chắc là chị Nhung sẽ tạm ngưng, bởi vì do là chị đang tập trung hàng size hàng thu rồi, không phải là hết hàng hè, mà qua tuần sau chị Nhung sẽ lên size đại. Qua tuần sau chị Nhung sẽ lên lại, cũng không biết khi nào. Ví dụ như còn bên đặc thù bên em là như thế này, em phải giải thích cho các bạn, không phải là em không muốn sản xuất. 15kg mặc size nào? Vâng chị Phạm Thủy ơi, nếu mà bé mà có bụng to em chốt size 7, còn nếu mà bé vừa em chốt số 6 là mặc rất đẹp chị nhé, Phạm Thúy nhé. Chốt của em chưa? Diệp Kỳ Nguyễn, em ơi chị Diệp Si Kỳ Nguyễn đó. Chốt chưa? Ngày mai em sẽ giả lại cho yên tâm. Rồi bây giờ như vậy đi. Ok, em đã thấy 10 bộ của bé 18kg. Chị Hương Hoàng Thị là 10 bộ cho bé 18kg em nhé. Ừ, bây giờ cứ trước mắt là em chốt một combo đi đã. Em sẽ chốt mua bé combo trước chị nhé, chị Hương Hoàng Thị nhé. Em đợi mua đồ thu đây, dài. Thu tay dài bị nghiền rồi rồi, ăn ngủ mất xem hoài, thương quá. Size lớn nhất là 23kg ạ. Em hết size bao nhiêu rồi bé? Em ơi, hết size bao nhiêu rồi? 18, 17 tháng nhưng mà quan trọng là con bao nhiêu ký ở Thúy Hằng ơi? Thúy Hằng con 17 tháng nhưng mà quan trọng là con bao? Hai combo là tức là 14 bộ thì giá chỉ còn 37.000 thôi ạ. 37.000 mà các bạn mua được 37.000, em nhân giá cho các bạn nhé. Đấy, sữa chua ơi, 2 bộ là 50.000, đừng nên mua 2 bộ. Bởi vì sao? 2 bộ là 50.000 là 100.000 rồi. Còn trong khi đó em mua đủ 7 màu cho con, giá chỉ còn 39.000 thôi. 39.000 một bộ đấy nha. Em, một set số 4 Lê Dung, một set số 7, đấy như Lê Dung là giá chỉ còn có 37.000 thôi. Em xin phép nhắn em nhân tiền cho các bạn. 14.000 mà nhân cho 37 thì giá chỉ còn 518.000. Tính ra gần như là em đã phi ship, gần như là phi ship rồi. Em dùng hàng chị Nhung rồi, hàng mặc nghiện luôn. Cảm ơn CK Mimi. Ngay ngày mai các bạn nhân viên sẽ gọi điện chốt hơn đầy đủ ạ. Rồi được chưa ạ? Em tạm thời không nhận đơn nữa nhé. Thôi con mặc em đồ chị Nhung thích lắm. Chỉ tiếc hết tiền thôi, nhìn con mặc đồ chị Nhung thích lắm. Cảm ơn chị Hồng. Hoàng Nguyễn Thị, em đã chốt nhận, em nhận đơn của chị Hoàng Nguyễn Thị rồi đấy ạ. Rồi. Ai vậy? Bây giờ các bạn ơi, như vậy đi, các mẹ ơi, các mẹ hãy giúp em ạ. Các bạn hãy dành 5 phút thôi ạ. Không, các mẹ chỉ dành cho em là 3 phút. Em xin mỗi mẹ hãy cho em 3 phút. Các bạn hãy nhắn, tất cả các bạn hãy nhắn giùm em trong tin nhắn điện thoại. Các bạn được chưa ạ? Hãy vô trang xưởng của em, các bạn hãy ngưng xem like. Hằng Nguyễn, cảm ơn Hằng Nguyễn rất là nhiều. Các bạn hãy ngưng xem like 5, mỗi bạn hãy ngưng 3 phút rồi ạ. Ngưng 3 phút và nhắn giúp em, tất cả các bạn hãy nhắn giúp em trong tin nhắn trang xưởng các bạn nhé. Vô trong tin nhắn trang xưởng giúp em. Đây ạ, các bạn nhìn thấy chữ gửi tin nhắn không ạ? Các bạn hãy nhấp vô cái tin gửi tin nhắn này và hãy nhắn giúp em số điện thoại và địa chỉ. Số điện thoại và địa chỉ và số ký của con để em lấy chính xác hơn nha các bạn. Bởi vì sao? Có rất nhiều mẹ nãy giờ là em không kịp đọc comment, các bạn nhân viên không kịp chốt. Đấy, nên để tránh tình trạng chốt sót của các bạn và khó chốt hàng ngày mai nhanh nhất, các bạn hãy giúp em một điều là các bạn hãy nhắn giúp em số điện thoại, số ký và địa chỉ của mình ở trong tin nhắn trang xưởng giúp em, được không ạ? Mỗi một mẹ hãy thoát ra khoảng 3 phút thôi ạ. 3 phút các bạn nhắn giùm em trong tin nhắn trang xưởng ngay và liền luôn. Địa chỉ của nhà mình, số ký của con, kể cả những khách mới bắt đầu mua hàng hoặc khách hàng đã mua rồi nhé. Những khách đã là khách hàng thân thiết của bên em rồi cũng nhắn giúp em.
Được chưa? Bắt đầu em đang nhận đơn nha. Bắt đầu em đang nhắn đây ạ. Em đang nhận rất là nhiều. Em đang bắt đầu đang nhận được những cái đơn đặt hàng và những mẹ nhắn tin trong tin nhắn. Đây, em đang bắt đầu thấy đây ạ. Đấy, tất cả các bạn hãy nhắn tin trong tin nhắn trang xưởng giúp em số điện thoại, số ký và địa chỉ của mình đi ạ. Được không ạ? Để cho không bị sót đơn của tất cả các mẹ. Để không bị sót đơn của tất cả các mẹ. Các bạn nhá, em thấy đã rất là nhiều bạn đang nhắn. Vâng, em cảm ơn Mimi này. Cảm ơn Mimi. Cảm ơn Thanh Thương Thị Nguyễn. Vâng. Cảm ơn Thanh Thương Thị Nguyễn. Cảm ơn Hằng Võ. Rất là cảm ơn các bạn nhé. Bởi vì các bạn hợp tác với chị rất là nhiều. Bởi vì sao? Các bạn càng nhắn tin trong cái này, ngày mai nhân viên chốt đơn rất là nhanh. Có sẵn địa chỉ rồi. Cái thứ nhất là nó nhanh như vậy này. Em phải giải thích như vậy. Bởi vì do sao đơn hàng nó quá nhiều. Mà mỗi lần mà gọi điện nó kêu chị ơi chị đọc giúp em cái địa chỉ của mình. Đã rất nhiều cái tình trạng xảy ra, đó là có địa chỉ nhưng gửi hàng đi vẫn bị trả về. Bởi vì sao? Nhiều khi các bạn đọc như vậy này. Đấy, nhiều khi địa chỉ các bạn nghe, nhân viên của em nghe không rõ. Bởi vì nhiều khi đường truyền là một cái, thứ hai nữa, có một số bạn giống như ở miền Trung hoặc miền Bắc hay miền Tây. Đấy, đọc nhiều khi không rõ. Thì các bạn nhân viên ghi cái địa chỉ nó sai. Nên dẫn tới cái tình trạng là các mẹ mong hàng, mong hàng nhưng lại không nhận được hàng. Trong khi hàng em gửi đi thì lại bị trả về. Bởi vì sao? Số điện thoại bị hư. À, sai số điện thoại, sai địa chỉ. Đấy, nên bởi vậy cách tốt nhất là giúp em một điều là các bạn nhắn cho em số điện thoại, địa chỉ. Địa chỉ và số ký của con trong tin nhắn trang xưởng. Mỗi một mẹ hãy dừng khoảng 3 phút và nhắn giúp em trong tin nhắn trang xưởng. Ngọc Cảnh thấy này, Hương Lê thấy này, Gia Huy thấy này. Tất cả các bạn phải để lại số điện thoại giúp em luôn nhé. Nhắn giùm em số điện thoại và địa chỉ cho mình trong luôn tin nhắn trang xưởng. Ngày mai các bạn sẽ chốt hết đầy đủ luôn. Khoảng chừng 3 ngày nữa là các bạn nhận được hàng. Em giao toàn quốc nên 3 ngày nữa em nhận được hàng. Rồi bây giờ ngưng mẫu này nhé. Ngưng mẫu này. Các bạn cứ việc nhắn đi ạ. Em thấy đấy ạ. Những bạn nào bé trai Trần Trinh ơi, bé trai 27kg không vừa đâu Trần Trinh nhá. 27kg thì qua tuần sau hẳn lấy. Bởi vì cái mẫu này thì khoảng chừng mẫu này thì khoảng chừng 23kg đổ lại thôi. Số 12 bên chị là nhiêu ký vậy chị? Thảo Tôn ơi, qua tuần sau là có size số 12 nhá. Thảo Tôn nhá, có chốt cho em không vậy? Vâng chị Hoàng Nguyễn Thị, em đã chốt rồi ạ. Hoàng Nguyễn Thị em chốt chị rồi nhá. Chị hai combo tất cả chị nhá. Hai combo thì giá rất là tốt, chỉ còn 37.000 thôi chị nhá. 37.000 ạ. Những bạn nào mà mua hai combo, tức là mua hai anh em đấy ạ. Mua cho hai anh em mà đã vậy là còn mua đủ màu như thế này thì giá chỉ còn là 37.000 với những bạn nào mua 14 bộ. Được chưa? Em cho mẫu nhá. Nguyễn Thúy ơi, em nhắn giúp chị Nhung đi. Em nhắn giùm chị Nhung trong tin nhắn trang xưởng giúp chị nhá. Nhắn trong tin nhắn trang xưởng để đây nè. Thấy chưa? Để không bị sót đơn là ngày mai em sẽ dò từ trên xuống dưới. Đấy, em vẫn thấy rất là nhiều mẹ đang nhắn tin trong tin này. Đấy, có số 8 Văn Mu, cái này có số 8 mà. À, Thái Hà Trần ơi, Thái Hà ơi đừng nhắn địa chỉ trên live. Riêng cái hàng này thì đừng nhắn địa chỉ trên live, bởi vì do làm sao? Đó là nhiều cái tình trạng xảy ra, đó là một số shop nó bán hàng chậm thì nó sẽ thấy địa chỉ của các bạn. Chị không thấy hả? Em thật hả? Ủa Tiên Nguyễn chị Nhung thấy mà. Bây giờ chị Nhung mới thấy đấy. Hằng Nguyễn chị Nhung thấy rồi nhưng mà nhắn tin rồi nhé. Vâng, cảm ơn chị Ngọc Hà Trần, em cảm ơn chị rất là nhiều. Thái Hà đừng nhắn tin, đừng địa chỉ trên live, bởi vì sao? Sẽ có những cái shop họ theo dõi trang của chị, họ thấy được cái địa chỉ của các bạn. Nhiều shop nó sẽ gửi hàng không kém chất lượng cho các bạn đấy nhá. Nên đừng bao giờ cho trên live bất kỳ ở nơi đâu. Em cho chị Nhung một cái bill đi, em cho chị mượn một cái bill, một cái cục hàng mà bên mình đã đóng xong, chị Nhung cho các bạn xem để tránh tình trạng. Bởi vì hôm bữa có một số mẹ, ok Thái Hà, cảm ơn Hằng Nguyễn chị Nhung thấy, cảm ơn Văn Mu. Đây ạ, cái này là có từ 8kg cho đến 23kg nhá. Em cho qua mẫu này nhá. Em hết hàng này nhé. Hết hàng này rồi đấy. Các bạn còn size bao nhiêu vậy bé? 3, size 3, 5. Tiên Bảo chốt số 8 còn không? Còn. Tiên Bảo chốt số 8. Cảm ơn Tiên Bảo. Đây, hàng bên em là sẽ được gửi đi như thế này. Các bạn phải có cái bill này của em. Các bạn hẳn nhận hàng nhé. Phải có cái bill như thế này mới là bill của em nha các bạn nhé. Tony Kit ạ. Số điện thoại, địa chỉ của em nhé các bạn nhé. Số điện thoại xưởng là số 2 Lê Cảnh Tuân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Có số điện thoại của em trên này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa ạ? Có tài khoản, có Vietcombank. Đây là cái bill của bên em. Em có dán cái bill của ngoài này đầy đủ cho các bạn luôn. Nên bởi vậy khi mà nhận hàng các bạn để ý giùm em, nếu có cái bill này thì mới là hàng bên em. Bởi vì có tình trạng là có một số bạn, có hai mẹ hôm qua gì đó gọi điện cho em là chị ơi, sao tự nhiên cái đóng hàng nó kỳ lắm chị. Em mở hàng ra không phải hàng của em. Đấy, thì rất là may mắn một điều là chị mới nói rằng em phải kiểm tra cái đúng cái bill của chị Nhung hẳn nhận, còn nếu không đúng cái bill của chị Nhung là không nhận. Em nói trên live như vậy là bởi vì có nhiều cái trường hợp là các shop bán hàng chậm, không bán được, họ thấy cái địa chỉ của các bạn nên bởi vậy em không biết nhưng mấy bộ em mới nhận không. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nha, ok chưa? Ok, Văn Mu, ok Văn Mu nha.
Vâng, Hằng Nguyễn chị Dung chốt. Cảm ơn tất cả các bạn, hãy tranh thủ nhé. Hà Lê Kim, chị chúc inbox em nhé. Ok Hà Lê Kim, vâng, cảm ơn tất cả các bạn, được chưa ạ? Thấy rất là nhiều đơn, họa tiết mạnh mẽ. À, chị Nhung thấy cái hàng Lê Kim rồi, xếp đủ ma. Cảm ơn bạn Thúy Thanh, cảm ơn Thúy Thanh. Ok, Thúy Thanh rất là nhiều luôn. Hai combo cho bé. À, Thúy Thanh ơi, em hai combo là em sẽ được giá 37 ngàn nhá. Rồi, ok chưa ạ? Em qua mẫu đại này. Cái này thì em qua mẫu nhí này có size từ 8 đến khoảng chừng 23 ký. Mà hiện tại giờ thì hết size số 2, xếp hết size số 2 phải không bé? Còn size số 1. Rồi, như vậy đi Thu Trang, chị Nhung, em ơi nhắn tin trong tin nhắn trang xưởng giúp chị Nhung đi để khỏi bị sót nhé. Thu Trang, em hãy vô trong tin nhắn trang xưởng em nhắn giùm chị Nhung đây này, các mẹ đã nhắn này này. Đây là các mẹ đã nhắn này. Em thấy chưa? Đó, các mẹ nhắn này này, em thấy chưa? Đó, nhắn giùm chị số điện thoại, số ký của con và địa chỉ đầy đủ để ngày mai chốt không bị sót bất kỳ một bạn nào nhé. Nếu được. Ok. Ngọc Hân Võ, em nhận đồ bé gái rồi. Đẹp quá chị ơi, cảm ơn rất là nhiều. Rồi được chưa ạ, bây giờ em sẽ bán 1k tiếp ạ. Em sẽ bán 1.000 tiếp ạ. Em, bóc lên đi. Rồi, bạn nào chưa mua được bộ này thì hãy comment nhanh giúp em nha. Em còn size số mấy? Bộ này còn size số mấy? Em còn combo size số 8 này, size số mấy bé? 8, 6, 4, 3, 5, 8, 6. À, vậy là 3, 4, 5, 6 vào hết và 8 phải không? Còn size 3. Ngọc Dương Nguyễn. Đó, còn size 8. À, 3. Oanh Trần, ok Oanh Trần này. Oanh Trần ơi, nhắn giùm chị trong tin nhắn trang xưởng đi Oanh Trần nhá. Nhắn giùm chị trong tin nhắn trang xưởng giúp chị ngay và liền đi. Đấy, để tránh tình trạng là bị sót đơn thì tất cả các bạn hãy chủ động giúp em nhắn địa chỉ trong tin nhắn trang xưởng. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ bắt đầu. Bây giờ cái cơ hội các bạn ơi, nãy giờ thì rất rất là nhiều mẹ đã ủng hộ em. Em cảm ơn các mẹ bởi vì đã tin tưởng em và đã ủng hộ em. Trần Phát Trương ơi, vâng, nguyên một set như vậy thì giá chỉ còn 39.000 một bộ thôi ạ. 39.000 một bộ 7 màu. Và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ em. Và bây giờ em sẽ xin phép được trao một cái phần. À, chị Hương ơi, chị chỉ cần thoát ra và chị nhắn ở trong tin nhắn trang xưởng của em đấy ạ. Và các bạn nhớ nhé, có nhiều mẹ thì cứ nói là chị ơi sao mà tối hôm qua em coi like chị mà bây giờ em không tìm thấy trang xưởng của các mẹ nữa, của chị nữa. Bởi vì sao? Các bạn hãy chịu khó bấm theo dõi trang đi ạ. Bấm theo dõi trang. Đấy, nó có bấm trang này, bấm theo dõi, em chỉ cho các bạn đây. Các bạn chờ em một xíu thôi, tại vì nhiều bạn không biết quá nên em buộc phải chỉ rồi. Đấy, trong thời gian này các bạn cứ bấm 1k và đã chia sẻ bao nhiêu lần giúp em nhé. 1k và đã chia sẻ bao nhiêu lần. Đây, em bán 1.000 đấy ạ. Đây ạ, các bạn nhìn thấy ạ, đây là cái trang xưởng của em. Các bạn nhìn thấy chứ nút gửi tin nhắn không ạ? Đây ạ, đây là cái trang xưởng của em nhé. Các bạn bấm vô đây là nút gửi tin nhắn, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đây là bởi vì do là cái trang của em đang quản lý nên nó sẽ hiện như vậy, nhưng mà các bạn bấm gửi tin nhắn một cái là nó sẽ hiện và các bạn chỉ cần nhắn giùm em số ký, số điện thoại và địa chỉ nhà mình thôi là nó sẽ đến được với em luôn, em đọc luôn. Còn những bạn nào em cho chị Nhung mượn cái điện thoại của em đi luôn. Đây là điện thoại của một bé khác. Đây ạ, à, thấy chưa ạ? Em sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Em sẽ hướng dẫn cho các bạn đây ạ. À. Em sẽ vô cái trang đây là gửi tin nhắn thôi ạ. Em nhấp vô đây nhá các mẹ nhá. Đó. Đây là gửi tin nhắn bởi vì em cũng không biết làm sao mà nhiều bạn lại không biết sử dụng tin nhắn. Các bạn thấy chưa ạ? Lựa chọn thanh toán của bạn là gì? Vâng, em hỏi cứ đi ạ. Đây các bạn chỉ cần việc bấm vô đây thôi. Đây, các bạn chỉ cần bấm vô đây là các bạn đánh được tin nhắn này, các bạn nhìn thấy chưa? Nhập tin nhắn này các bạn đánh cái gì đó, thích nội dung sao gửi tin nhắn và số điện thoại giúp em qua đây là được. Được chưa ạ? Rồi. Cái đồng thời cái thứ hai em muốn nói chuyện với các bạn là các bạn hãy bấm giúp em là bấm theo thích. Bấm thích. Hình như bạn này bạn đã bấm theo dõi rồi. Đây là cái điện thoại của bạn nhân viên. Bấm theo dõi các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, và ở chế độ đừng ở chế độ mặc định nha các bạn nhé. Và ở chế độ xem trước giúp em. Bởi vì khi các bạn nhận, các bạn ơi, các bạn bấm ở chế độ xem trước như thế này là tất cả các bạn khi comment ở trên like các bạn sẽ được hiện trước. Cái thứ hai nữa là ở trên này nó có cái mục nhận thông báo, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đó, các bạn ơi, nhận thông báo thì thay vì nó ở bên cái gạt này, các bạn chỉ cần gạt nhẹ qua một cái. Các bạn nhìn thấy ạ, cái gạt này này, đây nó đang tắt này. Đấy, còn mà gạt nhẹ qua một cái thì khi em like là các bạn sẽ nhận được thông báo tít một cái các bạn nhé. Được chưa ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy ạ. Đây, bài viết nổi bật, thông báo về bài viết, vô cái bấm chỉnh sửa các bạn chỉ cần vào thông báo tối đa báo. Đây, bấm chữ tiêu chuẩn giùm em cái. Đấy, chỉnh sửa đấy. Được chưa ạ? Nhận thông báo. Ok. Chuẩn bị lên xây đại bé gái. Các bạn nhìn thấy ạ, nhận thông báo các bạn bấm vô đây, gạt qua một cái và chỉnh sửa cài đặt thông báo giúp em. Vô chỉnh sửa thì bấm vô tiêu chuẩn giúp em.
Đó, chỉ vậy thôi, là đơn giản vậy, như vậy đấy các bạn. Là mỗi lần em like là các bạn sẽ nhận được thông báo nhé. Rồi, ok. Thôi quay trở lại điều chính. À, Đặng Kenly, chị Nhung có chốt rồi Đặng Kenly mà. Rồi, em ơi, qua nha. Bây giờ em xin phép bán với giá 1.000. 1.000 tiếp cho một người mẹ may mắn. Và em hy vọng xin được phép trao cái phần thưởng này cho một người mẹ may mắn tiếp đi ạ. Được chưa ạ? Rồi, bé gái thì chị ok tham Phạm nhá. Bộ này là một người mẹ sẽ được mua với giá 1.000 đồng. 1.000 đồng cho nguyên combo này. Còn giá hồi nãy em bán là giá mua đủ combo là 39.000. Nhưng các bạn ơi, bây giờ hãy chia sẻ lên ạ. À, tiên trịnh chị Nhung ơi, chị đưa số 5 lên cho em xem bự không. Em lấy cho chị Nhung số 5 coi. Bé, lấy cho chị Nhung số 5. Em móc lên cho chị đi. Đấy, đây ạ. Đủ combo cái màu này là cái màu rất là đẹp. Màu xám lông chuột chứ không phải màu đen đâu các bạn. Không phải màu đen nhá. Đấy, cái màu này là màu hàng vải xuất nên màu nó rất là đẹp luôn. Móc chị số 5. Được chưa? Ồ, ok, màu nó đẹp quá, cái vải nó mát mịn luôn. Rồi, em cho qua mẫu này đi để bây em chuyển sang size đại bé gái nha các bạn. Hôm nay size đại bé gái sẽ bán giá cực kỳ tốt cho các bạn luôn. Nó còn rớt lại mấy bộ. Những ai chưa mua được size đại bé gái hãy cho em một chấm. Vâng, hai con mình 7kg, một trai một gái. Em cảm ơn chị Ngoan Than. À, ngoan than than. Chị ơi, chị mua 7kg. Quay vòng vòng xem. Em không xem được, lăn lê thương quá. Vâng, cảm ơn Mít Châm Cao. Những bạn nào mua cho con thì phải mua cho con là giá. Hãy comment cho em là mua đủ 7 màu và 39kg. À, cái này là em bán 7 màu cho con là giá 39 ngàn. Đây số 5 đâu bé? Đây chị Nhung số 5. Đây số 5 đây bé. Số 5 đây bé. Đây số 5 đây em nhá. Đây là số 5 này. Ok. Rồi Phan Minh Minh nhá. Rồi được chưa ạ? Bây giờ em sẽ kiểm tra sao chị cứ bị đá răng ra ngoài vậy chị nhỉ? Ủa kỳ vậy ta? Mạng yếu quá hả em hả? Rồi, bây giờ các bạn chỉ cần 1k và đã chia sẻ bao nhiêu lần giúp em thôi là được ạ. 1k và đã chia sẻ bao nhiêu lần giúp em thôi. Chia sẻ bao nhiêu lần giúp em là em sẽ bán 1.000 đồng cho người mẹ tiếp theo đây ạ. Và em rất là hy vọng được trao cái phần thưởng này cho một người mẹ nào đó chia sẻ bên em nhiều nhất. Bởi vì sao những người mẹ vải đẹp không chị? Em mua nhiều nên đừng làm em thất vọng nha. À Hằng Nguyễn ơi, nếu em cảm thấy chưa tin tưởng thì em có thể không đặt đơn hàng này cũng không sao. Bởi vì sao? Em hãy theo dõi chị Nhung tiếp. Em hãy theo dõi chị Nhung tiếp và để ý xem các mẹ khác có chửi chị Nhung không. Đại nói thẳng luôn là có bạn nào về chửi chị Nhung là chị ơi, cái vải nó xấu quá, hay là chị ơi em mặc con em mặc kiểu gì mà ngứa rồi nó cứ gãi. Nếu như có tình trạng chỉ cần một cái comment như vậy thôi em đừng đặt hàng nữa. Đấy, nhưng nãy giờ em để ý không ạ? Rất là nhiều mẹ đã còn có những cái comment khen hàng đẹp, vải đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, bạn nào đã mua hàng này rồi, bên em rồi thì hãy cho một cho các mẹ khác một comment đi ạ. Bạn nào đã mua hàng bên em rồi hãy đã sở hữu và đã cho con mặc hàng bên em rồi cho mẹ các mẹ khác một tin chị ok em cho số 5. Cảm ơn tin chị. Hãy cho các mẹ khác một cái comment coi xem các bạn có hài lòng không để những mẹ khác có động lực mua hàng. Vâng, đã chia sẻ 30 nhóm. Em cảm ơn tất cả các mẹ, một chịu yên tâm 100 phần nhau. Đấy, Phạm Kim Thoa là một khách hàng mua nhiều quá mà không cho mua nữa. Ok, lâu rồi. Ok, Hoa Phạm, cảm ơn gái. Để có gì, em ơi, ngày mai nhớ chốt đô cho Hoa Phạm nhé. Nhớ gái. Cảm ơn Nguyễn Thị Kim Ngân rất là nhiều. Được chưa? Rồi, ok, Thịnh Tươi này. Đấy, rồi, bây giờ bắt đầu mình bán tiếp nha các bạn. Thôi, đừng để cho các bạn khỏi phải chờ đợi lâu. Bán luôn. Đấy, Thúy Nguyễn nhé. Được chưa? Chuẩn không cần chỉnh. Đẹp. Cảm ơn tất cả các mọi người. Rồi, ok chưa? À, ok. Rồi, bây giờ mình nãy giờ là nhiều mẹ được chốt rồi với giá là 39.000 rồi. Nhưng cảm ơn Nga Bùi hàng đẹp lắm ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng bây giờ mình sẽ được quyền có cơ hội tham gia chất như nước cất, chịu nổi không? Em thấy ok lắm chị. Em là mua hàng khó lắm nhưng thấy rất ok. Cảm ơn Nguyên Violet rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ nhé, cho các bạn xem. Đây là cái màn hình, cho sao nó tối thui vậy bé? Điện thoại nào đây? Điện thoại nào mà tối thui vậy mi? Điện thoại chị Nhung mà sao tối vậy? Các mẹ chờ em một xíu để em cho các mẹ xem cái comment của em. Thôi kệ, nó tối cũng được, miễn sao là thấy được cái comment của các mẹ là được rồi. Đây, Phạm Minh Minh này, Trang Huỳnh này vẫn đang đọc cái hàng này. À, khi nào có hàng, Hằng Nguyễn ơi, nó khoảng chừng là chị ngày mai các bạn nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn luôn.
nhá. Nếu ví dụ như những bạn nào mà không nghe máy được thì chị Nhung sẽ xả hàng. Còn nếu bạn nào mà ví dụ nó nói chị ơi trong ngày hôm nay em không nghe máy được, em bận, thì chị chỉ cần chụp hình bill và gửi trong tin nhắn trang xưởng thôi là được, thì chị sẽ cho hàng đi luôn trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày, hoặc là trễ thì khoảng 4 5 ngày là các bạn nhận được hàng rồi nhá. Ok chưa? Phạm Kim Thoa thấy đơn này, Phạm Minh Minh thấy này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, Liên cảm ơn chị này, Phương Nguyễn thấy này, chị ơi bữa em có set M3 chưa ai chốt cho em. Ồ vậy ngày mai chị Nhung sẽ kiểm tra xem có bị sót bạn nào không. Rồi Vân Phạm này, thấy chưa ạ? Đặng Kenly này thấy này, hy vọng mua hàng. Vâng, cảm ơn ngoan thân. Hiện tại giờ đang bán với giá 1.000 nhé. Em sẽ trao phần thưởng này cho một người mẹ đấy ạ. Được chưa ạ? Em chia sẻ mà máy bị đơ luôn rồi. Đây chị Nhung cũng đang bị đơ đấy. Đơ nhiều lắm luôn, không tham gia nha. Mua giá được không ạ? Chỉ cần chia sẻ giúp chị thôi. Vâng, được chưa ạ? Thôi bây giờ em sẽ bán luôn nhé. Để khỏi bị lâu các bạn nhé, khỏi mất thời gian, 9:30 rồi. Khỏi mất thời gian các bạn nha, 9:30 rồi. Được chưa ạ? Sáu nhú cứ việc tham gia nha, sáu nhú gái. Được chưa? Hết mẫu bé trai rồi à chị? Ừ, Thảo Tôn. À, đêm nay chỉ có một mẫu này thôi, lát chị Nhung sẽ sale bé gái. Hy vọng trúng thưởng. Ok, Trang Minh. Rồi, bây giờ xin phép được đọc cái comment sau đây, đơn giản cực kỳ các bạn ơi. Ai comment đúng, đúng cú pháp, đúng thứ tự thế này thì sẽ được bán với giá 1.000 đồng, được mua với giá 1.000 đồng nãy giờ nhé. 1.000 đồng cho buổi tối ngày hôm nay nha các bạn nha, nhớ nha. Rồi, ai comment đúng cú pháp sau đây, các bạn nghe cho rõ ạ. Đúng cú pháp sau đây là các bạn sẽ được mua 1.000. Em ơi, làm sao nhỉ? Hôm nay thứ mấy bé? Thứ hai, ngày mai. Mai dày, mai chia hàng xong. Ok. Tối thứ tư, like dày cao cấp trẻ em. Các bạn nha, tối thứ tư, like dày cao cấp trẻ em. Số ký, số điện thoại. Đó là cú pháp đấy ạ, dài vô cùng luôn. Các bạn nha, đây ạ, tối thứ tư, like giày cao cấp trẻ em, số ký của con và số điện thoại của các mẹ. Ai comment đúng cú pháp đó thì các bạn được mua với giá 1.000 đồng của cái combo hồi nãy. Được chưa ạ? Tối thứ tư, like giày cao cấp trẻ em. Phạm Kim Thoa tiếc quá, thiếu số điện thoại, số ký của con. Like giày cao cấp trẻ em, số ký. Ok Trang Minh, ok Trang Minh, chúc mừng Trang Minh. Trang Minh ơi, chúc mừng Trang Minh là người đầu tiên. Phạm Kim Thoa đã comment đúng nhưng mà thiếu số điện thoại và số ký, thấy không ạ? Người thứ hai là Trang Minh, tối thứ tư like giày cao cấp trẻ em, 9 ký và số điện thoại. Ok, Nhung Thương sai rồi nhá. Nhung Sương ơi, chị Nhung comment chị đọc là tối thứ tư like giày. Đây, Vân Phạm là đúng nhưng mà rất là tiếc. Rất là tiếc, Vân Phạm lại sau bạn Trang Minh. Rồi, chúc mừng Trang Minh, lại giờ cao trẻ em 12 ký. Ok, Trang Minh không biết 9 ký. Bạn nào mà 10 ký thì em đừng có số. Em lấy cho Trang Minh đi, lấy một cái bộ số 2. Em ghi 9 ký nhé. Ok Trang Minh, Trang Minh khoan từ. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn mọi người, bởi vì sao mọi người đã ủng hộ em rất là nhiều. Ok, tối thứ tư là giờ cao cấp chị em. Hằng Võ Thị Cẩm, Hằng Võ Thị Cẩm. Cảm ơn chị. Chị Nhung ơi, mấy bé nhà em mặc vừa và đẹp. Chị ơi, ngày nào đi học cô cứ thích mặc đồ đẹp. Chị Nhung ơi, thích ơi là thích. Chị Nhung kêu mẹ mua đồ đẹp cho con nữa đi. Chịu nổi. Mua vừa thôi, mua nhiều quá mẹ không có tiền. Mẹ lại hết tiền mất. Chị nói thiệt đấy chứ. Nhiều mẹ thì mua nhiều khi cứ lên like này không kìm lòng được, lại mua nhiều quá, đừng có mua. Các bạn mua cho con 7 bộ như vậy là mặc cho con có thể là đủ rồi. Đấy, ví dụ nhất là những bạn nào mà lần đầu tiên mua thì mua 7 bộ cho con như vậy là tạm ngưng được rồi. Đấy, khoảng chừng con mặc 1-2 tháng gì đó nó rộng, nó co, nó lên ký để cân này kia thì hạn mua thêm. Chứ nhiều bạn cứ mua liên tục luôn. Nhiều bạn mua nhiều quá thì không bán thì lại giận chị Nhung. Có một số bạn cứ giận chị Nhung bởi vì do cái tội là chị sao em mua không bán. À, Thảo Bí ơi, còn size số 8. Còn size số 8 không bé? Còn set size số 8 Thảo Bí. Thảo Bí còn nhá. Size số 8 cho con khoảng 23 kg, 25 kg thoải mái. Nhưng mà Thiên Hường ơi, có chị nhá, 16 kg, là còn 16 kg nhá chị nhá. Nhà mình sinh đôi hai bé. Vâng chị ơi, nếu mà chị sinh đôi hai bé thì nên mua combo cho con ạ. Đấy ạ, combo đấy ạ, đồ siêu nhân người nhận không, đồ siêu nhân hết sạch luôn. Đấy, thấy ạ, em muốn mua. Vâng, Nguyễn Than, Than ơi, cái này thì em đang bán với giá cực kỳ tốt, 5 bộ, một bộ là 50.000, nhưng mua đủ Facebook, đủ ai lộ, đủ Facebook, đọc cái tiếng Facebook trong này. đủ bảy màu cho con, giá chỉ là 39.000 thôi. Các bạn nhìn thấy chưa, chơi game kiểu này đi chứ, tội cho mấy mon vùng sâu vùng xa, mạng chậm lắm. Ok, vậy thì bữa sau chị Nhung sẽ bốc thăm đi ha,
bữa sau. Không phải đâu, chưa chắc đâu, mạng chán quá hả, tại vì hôm nay nhiều khi là tùy đấy nha, được chưa ạ? Rồi qua mẫu này nha, có một vượt vừa thoải mái luôn Thảo Bí, bởi vì do là bình thường là 20kg là chốt size số 7 rồi, bình thường là 20kg là chốt số 7 đấy, nhưng mà giặt không kịp cho nó mặc, chị Nhung ơi, mà có một bụng hả, một bộ Thảo Bí bình thường là số 7 là 20kg, nhưng mà con có bụng thì chốt số 8 cho thoải mái Thảo Bí nhá. Em mặc một đồ bộ đại bé gái size đắt, đằng sau á chị mắm thúi à đây sáu nhú nó mặc vừa mới ghê chứ. Ok được chưa ạ? Rồi không mua được hu hu. Nguyệt Ân sao vậy? Dạ em ủng hộ bốc thăm. Ừ rồi bữa sau à, bao nhiêu người bán một ca vậy? Vâng ạ, em bán rồi nha, hỏi cả trời không thấy chị trả lời. À Nhật Uyên vậy hả? Em lấy áo số 8 em có rồi nha. Ừ ừ, Văn Mô chị Nhung có lấy hàng của em rồi, nên khác vẫn bị trượt, qua với bố khác vẫn bị trượt rồi, được chưa? Lai giày rồi mà giày của em đang lạc trôi, đi đâu chưa thấy về luôn, được không ạ? À, ai lấy bộ này 14kg có Nguyệt Âu, 14kg có Nguyệt Âu nhá, Nguyệt Ân chứ. 14kg là con mặc rất là đẹp luôn á, cái này có size từ 8kg cho đến 23kg. Rồi bốc thăm thì ngày mai chị Nhung sẽ trở lại bốc thăm cho các bạn, bởi vì do nhiều bạn bị mạng yếu quá, ủng hộ chị yêu quá, cảm ơn Trang Huyền rất là nhiều. Đấy, một bộ là 50, còn mua đủ combo cho con 7 màu thì giá rất là tốt cho tất cả các bạn. Vải cô tông 4 chiều, Yến Trần bộ đó có 15-18. Chị Yến Trần ơi, cái này 15kg rất là vừa chị Yến Trần nhá. Đấy ạ, à, có ạ. À. Cái này là giá là nguồn combo cho con chỉ có 39.000 một bộ thôi. 39.000 một bộ thôi ạ. À. Các bạn nghe có rõ không ạ? À? À, không nghe chị chốt. Cầm mạng yếu lắm. Ừ đúng rồi đó, ok. Màu xanh, màu xám thì các bạn nhìn thấy chưa? Đủ 7 màu cho con là chỉ còn 39.000 một bộ, tức là 273.000 đủ 7 màu cho con. Các bạn nhá, các bạn hãy nhắn dùm em trong tin nhắn Trang Sưởng đi ạ. Bởi vì nhiều khi, đúng rồi vâng, chị Kim Liên ơi, em cho chị xem đây ạ. Em bốc đại nhá. Các bạn nhìn nhá, vải đây ạ. Huệ Nguyễn, được Huệ Nguyễn nhá. Được, nhưng mà nếu mà bạn nào mua hai combo cho con thì giá chỉ còn là 37.000 thôi. Tức là bạn này ví dụ như có hai anh em mua 7 bộ cho bé bé nhỏ, 7 bộ cho bé lớn. Đấy, thì giá chỉ còn 37.000 thôi. Gần như là các bạn đã được hỗ trợ tiền ship rồi đấy ạ. Gần như là vậy, rẻ vô cùng luôn. Còn 37.000. Võ Hằng chốt cho em nha chị hả? Bộ hồng Adidas Á. À ok. Vậy Nguyệt Ngân ơi, em nhắn giùm chị trong tin nhắn Trang Sưởng đi. Nhắn giùm chị trong tin nhắn Trang Sưởng. Võ Hằng nhắn giùm chị trong tin nhắn Trang Sưởng, bởi vì nhiều khi đây, nhắn trong tin nhắn Trang Sưởng nhé. Vô Trang Sưởng nhắn giùm chị. Các bạn nhé, vô Trang Sưởng nhắn giùm đây ạ. Có chữ nút gửi tin nhắn. Nhắn giùm em số ký số điện thoại của con, số ký số điện thoại của con là các bạn sẽ ok. Võ Hằng nhắn dùm chị trong tin nhắn Trang Sưởng đi, là các bạn chị Nhung ngày mai chị Nhung sẽ chốt đầy đủ cho các bạn luôn. Rồi qua mẫu nha, bây giờ bắt đầu em sale đồ bé gái, sale rẻ cực kỳ luôn nha các bạn nhé. Đấy chưa ạ, đây sữa chua thấy rất là nhiều tin nhắn, để chưa ạ các bạn. Đây là những cái tin nhắn của bạn đã nhắn vừa nãy, vừa tức thì luôn đấy. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đó, một ngày của em thì tin nhắn nó rất là nhiều, đến liên tục, nên bởi vậy các bạn cứ nhắn đầy đủ luôn. Võ Hằng nhắn đầy đủ trong này cho chị, ngày mai chị Nhung sẽ kiểm tra ra, yên tâm ha. Rồi ok nha. Rồi qua mẫu đi bé. Rồi qua mẫu ạ. Cái này một bộ là 50, còn mua đủ combo cho con 7 màu cho con thì giá chỉ còn 39.000 các bạn nhé. 39.000 tức là 273.000 nguyên một combo 7 màu. Màu nào cũng đẹp bởi vì nó là hàng xuất nên vải rất là đẹp luôn. Và đồ đẹp lắm các chị ơi. Thủy Thanh dễ thương quá. Rồi em ơi tiếp đi. Cái combo này bây giờ hiện tại giờ cái vải này nó đẹp. Vải của nó thì sáu nhú ơi, à, khóa vẫn chưa thu. Em là Nguyễn Thái Bảo Khang chị nè, dễ thương quá. Nó bị Facebook nó chặn luôn, khổ thân những cái bạn sao mà nhiệt tình như vậy. Rồi sáu nhú nói cho chị Nhung biết là sáu nhú đang mặc cái bộ đồ này, bởi vì vô tình hồi nãy bạn sáu nhú là bạn nói rằng em đang mặc cái bộ đồ bé gái đại của chị Nhung đây. Đấy, thì cho chị sáu nhú nói cho chị Nhung biết là em mặc em có cảm thấy nóng không, em có thấy nóng không, em có thấy ngứa không, và đặc biệt là nó có xù lông cái vải này không. Các bạn chỉ cần nói một nói thôi cho chị Nhung biết thôi. Cái vải này chị nói một từ, nó là vải cô tông 4 chiều chính phẩm. Các bạn nghe cho rõ cái chữ là chính phẩm nha các bạn. Để mà được lên một bộ đồ vải chính phẩm như thế này thì ở ngoài thị trường nó bán cả 160-170 một bộ đồ nha các bạn. Còn ở với em, riêng với em, đêm hôm nay, chỉ đêm hôm nay em xin phép bán phá giá thị trường. Bởi vì do làm sao nó hết hàng rồi em. Xong đi không để đây cho chị Nhung, ghi làm gì vậy? Còn đủ size không ạ? Con đủ sai phải
còn đủ size đúng không? Rồi, vậy thì còn đủ size cho tất cả các bạn đây ạ. Còn size từ 25kg, cái này em xin phép Trần Mỏi 20kg. Vâng, cảm ơn Trần Mỏi, ngày mai em sẽ chốt luôn. Em ơi Trần Mỏi kìa em kìa. Nghe lục được không? Ừ, Nguyệt Ngân ơi, Nguyệt Ngân em nhắn giùm chị trong tin nhắn trang xưởng đi nhá. Ủa, Trần Mỏi 20kg em thôi à? Đây nè. Ok. À, bị khóa Facebook bởi vì chia sẻ nhiều quá đúng không? Nguyệt Ngân ơi, em chỉ cần nhắn trong tin nhắn trang xưởng giúp chị đi. À, bộ này hồi trước đây chị Nhung bán mà mang sướng lắm. Mình cảm ơn chị Minh Ngọc rất là nhiều đấy. À, bộ này rồi, hồi trước chị Nhung bán 80k mà mang sướng lắm. Đấy thấy chưa? Cái bộ này thì rất là tiếc bởi vì nó không còn size mà size lớn nhất mà nó có chỉ còn size khoảng chừng nếu mà 45-48kg đổ xuống thì ok. Đấy, nên chốt từ 25 cho đến 48kg các bạn nhé. Từ 25 đến 48kg con gái, còn mẹ nào mà con mẹ nào mà nhỏ nhỏ roi roi người á, tầm khoảng 40kg thì nên mặc cặp cho con cũng được. Mặc cặp với con thì quá xinh. Và đêm hôm nay xin phép bán combo như vậy đủ bao nhiêu màu? Đủ, cái hàng này rất là đẹp luôn. Đấy, bị à Văn Minh hả chị ơi? Em chị ơi hu hu hả? Đó, cái bộ này với giá rất tốt cho tất cả các bạn ạ. Chỉ có đêm hôm nay nhá. Một combo như vậy em xin phép bán một bộ là 69.000. Mua tức là một bộ là 80 nhưng mua đủ 4 màu cho con thì chỉ còn giá 69.000 thôi. 69.000 các bạn nha. Cái hàng này đẹp lắm lắm luôn, đẹp không thể nào diễn tả nổi đâu. Vải nó đẹp mê luôn các bạn. Mặc có khi cả một năm trời nó không biết xù lông là gì luôn á. Em nói thiệt, cầu mong cho nó xù nó cũng không xù. Nó cứ mịn và nó cứ ra như vậy thôi các bạn. Và nó rất là mát, rất là đẹp. Vải nó thích lắm. Vải này là vải kiểu dạng như các thương hiệu nó hay sử dụng để may đấy. Nên có size từ 25 cho đến 48kg. Mẹ nào có con trong tầm khoảng đó nên chốt cho con. Cái thứ nhất, cái thứ hai, mẹ nào mà người nhỏ tầm khoảng 48kg đổ xuống thì mua cho con vừa. Nhật Uyên ơi, bé gái 11kg hả? À? Bán sao shop. Chị Hạnh Nguyễn ơi, em có báo giá rồi đấy ạ. Chị Hạnh Nguyễn nên mua liền đấy ạ. Đấy, từ like giày cao cấp chị em 12k. Ừ, ok. Có áo khoác không chị? À, áo khoác thì hiện tại giờ chị Nhung chỉ còn size đại thôi, hết size nhí mất rồi. Cho cái màu tím này đẹp quá. Trang Nguyễn chào, Trang Nguyễn, bộ sau cùng mấy vậy chị ơi? Đấy, bắt đền chị Nhung vì chị em bị khóa. Đây, Anna. Có nhỏ hơn không? 9kg. À, 9kg thì mẫu khác em nha. 9kg thì mẫu khác. Được chưa? Đấy, rất là đẹp, đẹp chưa? Cái hàng này là vải cô tông 4 chiều, kéo cho các bạn xem đấy. Đấy, cô tông 4 chiều, các bạn nhìn nha. Cô tông 4 chiều đúng hàng luôn. Cái này là quần legging. Có một cái mẫu này là cái hàng kiểu dạng như nó phối. Ok, Văn Bu 45kg, 4 bộ là 69.000. Rẻ quá rẻ luôn. 69k, chỉ có 69k thôi. Trời ơi, hàng đại mà 69.000 thì không còn chỗ nào, không còn chỗ nào bán đâu. 45kg chị Nhung lấy 2x cho em nha. À, còn chơi nữa không Trần Yến? Quần không, cái quần này là quần lửng em, quần lửng qua đầu gối, quần lửng qua đầu gối. Đấy, có mẫu 21kg không, cho mình 4 bộ loại 80kg. Chị Thương Hoàng thì ơi, cho em số điện thoại ạ. À, chị phải có số điện thoại em mới chốt chị nhá. À, Trang Ngô ơi, chị có chốt hàng em chưa? Của Trang Ngô em mới đặt hay là sao vậy? Em mới đặt tức thì hay là em mới đặt bộ bé trai hay là sao? Trang Ngô chốt bé trai phải không? Nếu mà chốt là chị Nhung chốt rồi nha Trang Ngô nha. Đấy, đây là bộ bé trai. Mấy vậy chị? Bộ sau cùng chị Nhung bán một combo, một bộ như vậy là 80.000, vải hàng cao cấp cực kỳ luôn. Còn nếu các bạn mua đủ 4 màu như thế này thì giá chỉ còn 69.000 một bộ thôi. Sao màu hồng không vậy chị? Ừ, bởi vì nó hết màu rồi. Đấy, hết màu rồi nên chị Nhung mới bán đấy. Nó là hết màu rồi nên nó chị mới bán với giá chỉ còn 69.000. Thực ra các con này rất là thích màu hồng. Rất thích màu hồng luôn. 7kg thì còn đâu, em mới vào. Số điện thoại có trong bé trai rồi. À, cảm ơn chị Thương Hoàng Thị. Vâng, em cảm ơn chị. Mạng yếu quá hả? Mạng rất là yếu. Được chưa ạ? Đây, Nguyễn Sinh này. Bé trai 14kg này, Nguyễn Sinh. Đây này, xỉ. Chu Mai hả? À, 60k không chị Nhung? À, nếu mà Kim Yến ơi, cái hàng này có xỉ mà. Cái hàng này thì chị Nhung còn ít nên chị Nhung sẽ xỉ rất là tốt cho các bạn. Nếu bạn nào muốn lấy giá xỉ. À, cái này là bé trai này 15kg mặc rất là đẹp luôn nhá. Bạn nào lấy bé trai thì còn size số mấy? Hết số 8 phải không? Hết số 8 còn số mấy? 3, 4, 5, 6. Vâng, cảm ơn chị Sen Trang Hoa. Chị sẽ rất hài lòng về cái mẫu này. Em cam kết điều đó luôn. Chị rất là hài lòng bởi vì cái hàng này nó quá đẹp.
vải đẹp lắm luôn, hai mẹ con mà mặc với nhau thì tuyệt vời. Đấy, đồ dài thì không. Còn đồ dài không chị, đồ dài thì đồ dài bao nhiêu ký, Lành Huỳnh? Đồ dài thì con bao nhiêu ký, em muốn mua cho con bao nhiêu ký cái quần này? Em cho các mẹ xem cái quần nhé. Thực ra cái màu hồng là ok. Thúy Nguyễn, chị ơi chốt hàng em chưa? Thùy Nguyễn ơi nhắn gì vậy? À, một bộ là 80, còn nếu mà các bạn mua đủ 4 bộ cho con thì giá 4 bộ cho con giá chỉ còn là, đây các bạn nhìn cái quần này, cái quần này đẹp chưa? Đủ 4 bộ cho con giá chỉ còn 69.000 một bộ thôi ạ. Các bạn nhìn cái quần này, túi này. Cái quần này các bạn mua về mặc không cũng đẹp nữa nha. Mặc không nó cũng đẹp chứ đừng có nói là mặc mà cái kiểu mà mặc với áo nào cũng đẹp. Đấy, cái quần này không, ở ngoài nó bán tới 60.000 một quần rồi, bởi vì cái hàng này là vải cao cấp. Các bạn nhìn thấy chưa? Túi đầy đủ. À, Lành Huỳnh, bộ dài bé trai có, Lành Huỳnh. Hôm bữa hình như em có lấy mà. Hôm bữa em lấy rồi mà đúng không? Hôm bữa em, chị Nhung nhớ không lầm là Lành Huỳnh có lấy mấy bộ dài con trai rồi. Ngày mai thì cứ nói các bạn nhân viên các bạn lấy cho. Lúc nào chốt đơn thì cứ nói các bạn nhân viên các bạn lấy cho. Đấy, Như Nguyễn. Được chưa ạ? Bởi vì cái hàng này nó còn ít lắm nên em cho qua nhé. Em chỉ qua, em chỉ like một nhanh một xíu thôi. Mẹ nào muốn lấy thì cứ comment giúp em. Hai màu, cái màu tím này quá đẹp. Mai Anh ơi, 35 kg mặc cực kỳ đẹp luôn Mai Anh. Cái này có từ 25 cho đến khoảng 45-50 kg, khoảng đó. Tức là nếu mà 35 kg là mặc size XL cực kỳ vừa và rất là đẹp. Rất là đẹp luôn combo này. Được sen trang hoa. Em lấy 2XL mặc size 45-45 kg cho thoải mái. Văn Mu nhá, Tiên Bảo nhá. Đó, ok chưa? Mới lấy gái chị. Ừ, nếu mà lấy trai thì báo chị Nhung ngày mai. Combo được chị nhá, chị sen trang hoa. Chị muốn lấy bao nhiêu bộ X? Hai bộ Adidas, hai bộ legging được không chị? Được. Lấy bao nhiêu ký chị để lại số điện em. Rồi Mai Anh ơi lấy bao nhiêu số điện thoại cho chị? Em. Rồi cái set bé gái đó em chốt xong hết chưa? À đưa chị bộ dây bé gái nhá. Còn bộ dây bé gái đấy, bộ dây bé gái chị Nhung like cho các mẹ luôn. Rồi ok, em tạm thời qua mẫu bé trai nha. Ngày mai em sẽ kiểm tra rồi em sẽ chốt đầy đủ cho các bạn. Bé nhanh. Rồi cái mẫu bé gái này còn mấy bộ em sẽ sell cho các mẹ đây ạ. Cái mẫu bé gái này là cái mẫu đẹp cực kỳ đẹp mà em rất là tiếc luôn. Đêm hôm nay mẹ nào canh được canh hàng trong thời gian này thì em sẽ sell cái hàng lẻ size. Các mẹ chờ em một xíu nhá. Đồ đẹp quá mà không có size lớn hả chị? Trang Nguyễn ơi, nó tầm khoảng chừng qua tuần sau là bắt đầu cái thời điểm, qua tuần sau là cái thời gian bùng nổ của size đại nhá. Tuần sau đấy, tuần sau sẽ ra liên tục mấy lô size đại cực kỳ đẹp. Được chưa? Rồi, cái bộ này còn size nào em đặt hàng áo ba lỗ đó. Ừ, a à, Thu Nguyễn hả? Riêng niếng thấy thì cho em xem bộ đồ bé trai treo trên. À đây hả, trai 35 kg thì chị Nhung không còn. Trai 35 kg tuần sau nhá. Mai Trang ơi hãy để ý cái Facebook của chị Nhung, Facebook của chị Nhung, bởi vì do là hai bộ led gum 45 kg. Hiền Võ Thị Ngọc, chị ơi để lại số điện thoại giúp em ạ. Đây ạ, đây bộ bé trai đây, rất là đẹp. Một bộ là 50, mua đủ 7 màu cho con là còn 39 bộ. Bạn nào mua combo 14 bộ, tức là 2 bộ, 2 set, mua combo 2 set như vậy, mua 2 combo thì giá chỉ còn 37.000 thôi. Được chưa? Đấy, nhưng mà rất là tiếc là hết size đại rồi. Cái này chỉ còn size, cái này chỉ còn size bao nhiêu bé? 3, 4, 5 thôi các bạn nhé. Chỉ còn size 3, 4, 5 thôi. Đây bộ bé trai này, một bộ là 50, mua đủ 7 màu cho con là còn 39. Bạn nào lấy comment giúp em liền, ngay và liền, bởi vì chỉ còn size 3, 4, 5 là hết hàng. Hết sạch luôn đó các bạn. 900 hàng đi hết sạch trong buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì cái giá của em đưa ra là ngang ngửa với giá buôn luôn các bạn. Ở ngoài An Đông nó bán xỉ bộ này 33.000 đó các bạn tin không? Ngoài An Đông nó xỉ bộ này 33 đến 35.000 đấy. Mà ở đây em bán lẻ cho các bạn là 39.000 thì hỏi sao mà các bạn không nên mua, quá nên mua luôn. Đấy, nữ dinh Ly Tuyền ơi, thấy em không chị? Nhiều bạn là nhắn tin đồ bé gái Trang Nguyễn có. Nhiều bạn nhắn tin không thấy em trả lời thì các bạn hãy nhắn giúp em trong tin nhắn Trang Xưởng luôn. Các bạn hãy vô trực tiếp Trang Xưởng, các bạn nhắn giúp em nhé. Đấy, nhớ nha các bạn nha. Rồi được chưa ạ? Rồi bộ bé gái này em sẽ sell. Cái này em phải móc với chị Nhung thì nó mới đẹp. 4567 hả? Rồi bộ bé gái kiểu 50 kg, không không 50 kg thì không còn nữa rồi Kim Miến ạ. Hết sạch luôn. Đây chị Nhung cái móc cho chị Nhung cái màu này đi. Đây. Móc nhanh cho chị Nhung. Một bộ thôi. Rồi, móc cho chị Nhung. Các bạn chờ em một xíu, em móc cái bộ này lên để em bán. Em cho các bạn xem cái mẫu này. Bởi vì cái mẫu này số lượng em coi chị Nhung cái xem còn bao nhiêu bộ. Kìa, còn màu tím thì nó kìa em kìa. Màu tím còn mấy bộ kìa.
29 kg, bận vừa không chị? Mi Hà ơi, 29 kg thì không vừa rồi, 29 kg thì hẹn Mi Hà qua tuần sau nhé. Mi Hà hãy bấm theo dõi trang xưởng để qua tuần sau săn hàng siêu đẹp và siêu rẻ cho con trai nhá, nhớ nhé. Bởi vì tuần sau là cái tuần dành cho size đại, tuần sau là tuần dành cho size đại, tuần sau là sẽ không có size nhí nha các bạn nhé. Được chưa em? Rồi ok. Bé gái. Nhìn chưa ạ? Một cái bộ combo như vậy. Hiện tại giờ nó còn mấy bộ nữa nên em sẽ sell luôn. Nhà chị ở chỗ nào? Chị Tân Phú. Số 2 Lê Cảnh Tuân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, đó là xưởng của em. Võ Nguyễn Phúc Nguyên nhá. Số 2 Lê Cảnh Tuân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tại xưởng em không tiếp khách lẻ. Em không tiếp khách lẻ. Và các bạn sỉ cũng vậy, các bạn sỉ lấy 1 2 ri thì có khả năng thông cảm giúp em không tiếp. Nhưng không ạ, chị mà ở xưởng thì em không tiếp khách lẻ, em chỉ tiếp khách buôn và khách sỉ tại xưởng nhé. Tại vì do là có những cái vấn đề rất là tế nhị, bởi vì do là ở xưởng thì các bạn nó lên mẫu liên tục, nhiều khi trong bộ phận may mẫu thì nhiều khi lộ mẫu độc quyền của các bạn buôn. Đấy, 20 kg võ hàng có gái, có rất là có đấy em ạ. Được chưa ạ? Rồi, bộ này là cái bộ mà vải rất đẹp luôn, vải cực kỳ co giãn nhưng cực kỳ mịn và mặc rất là thích và rất là xinh, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Nếu con mặc lên là tuyệt vời, nhưng tiếc một nỗi rằng nó chỉ gồn size sau đây. Đọc size. Màu này. Rồi, màu này thì còn đủ size nha các bạn. Từ 2 cho tới 7, bạn nào có con từ 10 kg cho đến 20 kg chốt nhanh. Bộ này đêm hôm nay em xin phép tặng sale cho tất cả các bạn giá 30.000. Chỉ có 30.000 trong bộ này thôi các bạn ơi. Quá đẹp, mua nhanh nha. Và sẽ ưu tiên cho những mẹ nào có đơn bộ bé trai rồi. Đấy, bạn nào có đơn bộ bé trai rồi em sẽ ưu tiên. Tại vì sao? Có mua đùng cùng với bé trai gửi luôn, đỡ tiền ship. Chứ mất công bộ này thì mỗi một đêm hôm nay mỗi một mẹ chỉ nên mua 1-2 bộ thôi, để nhường quyền cho những bạn khác nữa. Cái bộ này ở ngoài thị trường nó bán phải 90.000, 100.000. Cái vải nó rất là đẹp, vải rất là đẹp luôn. Và cực kỳ xinh, con mặc rất là xinh luôn. Được chưa ạ? Bộ này, màu này, size từ 2 tới 7. Bạn nào có con từ 10 kg đến 20-23 kg nên chốt sale 30.000. Ok, Lành Huỳnh 20 kg hết. Ok, Lành Huỳnh này. Ok, Trần Yến này. Trần Yến 17 này. Huệ Nguyễn 14 này. Những bạn nào có đơn bé trai rồi thì hẳn nhắn nhá, và em chỉ chốt size lớn, chị Nhung sẽ thông báo ở trên trang xưởng nhá. Mi Hà ơi, hãy bấm theo dõi trang xưởng giúp chị. Tại vì do là thông cảm với chị không phải đâu, mà bởi vì do là còn phụ thuộc ở đóng gói này. Nhiều khi các bạn buôn, các bạn chỉ sẽ ưu tiên những cái lô hàng nào cần gấp thì chị Nhung đóng gói trước rồi may trước, còn có những lô hàng nào mà chưa cần gấp thì chị sẽ để lại sau. Nên bởi vậy, ví dụ như cái lô nào mà cứ xong một cái thì chị sẽ thông báo, hôm nào có xe đại chị sẽ thông báo. Nhưng mà thứ tư thì chị sẽ lai giày hàng cao cấp. Rồi, Trần Yến 15 kg, ok, em lấy thêm 4 bộ 3 kg nữa nha chị. Chị ơi, em lấy 8 bộ bé gái có miễn ship không? Chị thì không thể nào miễn ship được, nhưng mà chị, bạn nào có Shopee thì chị sẽ hỗ trợ gửi Shopee cho các bạn. Có một bộ mấy hả chị ơi, bé 11 kg, cảm ơn Trọng Đại Nguyễn. Bạn nào có đã mua bé trai rồi thì nên mua bé gái. Còn nếu bởi vì do là Trúc My có đơn bé trai chưa? Hồng Đúc Trần Trung 20 kg em á. Thùy Trang 23 kg, 10 kg 2 bộ nữ. Đinh à, em ơi phải có số điện thoại nhá, nhớ phải có số điện thoại. Lâm Hồng bạn Hà Hồng Đào, Lâm Hồng Đào cảm ơn gái. Bởi vì cho là sao, ví dụ như bạn, cái hàng này là em đang sell, em đang sell với giá, em ơi cái đống kia lát nữa em chị bán luôn nhé bé, được không, cho chị bán luôn nhé, còn không? Ừ, của khách hay là của ai vậy? Tức là những cái điện thoại này lát, những cái shop này là do là các bạn gọi điện không được đúng không? Rồi lát chị Nhung bán, cứ gọi điện mà không nghe máy là chị Nhung sẽ xả hàng. Lâm Hồng Đào một size nhỏ nhé. Nhị Bùi Thị Cẩm số 7, được chưa? Hết chưa? Chốt cho Nhị Bùi Thị Cẩm số 7 có không? Đọc to lên. Màu cam, ừ. Màu cam có không? Ok, Nhị Bùi Thị Cẩm. Chốt cho mỗi bạn một bộ thôi, bởi vì cái hàng này nó quá rẻ. Yến Trần 15 kg có không? Yến Trần, ok. Yến Trần, Hồng Đức Trần Trung 20 kg nhé. Ok, Trần Trúc Trần Trung. Bích Thơi 20 kg có không? Bích Thơ cho màu tím nha, Bích Thơ nhá, có màu tím đẹp lắm. Ok, các bạn ơi, hàng này nó quá rẻ rồi nên bởi vậy các bạn đừng. Mới chỉ ưu tiên em với hả? Nữ Dình Lý Tuyền ơi, em nhắn gì vậy, em mua gì vậy?
mình bấm theo dõi rồi. Vâng, cảm ơn chị My Hà rất là nhiều. À, 10 Thương Hoài Thị 18 ký 2 bộ em ơi. Còn không? Đây. Còn một bộ thôi hả? Chị Thương Hoài Thị ơi còn một bộ chị nhá, chị thông cảm giúp em. Chị em 6 bộ. A à, Nhi công chúa ơi, 6 bộ 26 ký mẫu này không vừa. 26 ký thì chờ em mấy ngày nữa là em sẽ có đấy ạ. An An Nguyễn em ơi 10 ký An An Nguyễn còn không? Ok, đó An An Nguyễn 10 ký. 10 ký được một bộ màu xám em nhé. Chị Lan Hoàng ơi 22 ký em hết. 4 bộ 18 ký. Bích Thơ ơi 18 ký là mẫu nào? Chị đang chốt bé gái nha, chị không có chốt bé trai đâu các bạn nha. Chị không chốt bé trai nha, chị đang chốt bé gái. Em một bộ 18 14 ký, Lành Huỳnh một bộ 14 ký nữa. Anna. Ủa nhanh lên bé, sao chậm vậy? Đưa chị Nhung lấy hàng cho. Hết hàng rồi phải không? Bích Thơi 18 ký còn không? Lành Huỳnh 14 ký còn không? Thêm một bộ nữa. Em đừng nhìn điện thoại nữa, chị bây giờ chị đọc này lấy hàng nó này. Lành Huỳnh. Ok. Thứ tư có giày trẻ em nhá, chị Nhị Bùi Thị Cẩm. Em còn đơn mua được không chị? Ừ, Cẩm Nhung mua đi. Còn đơn tới nhầm cho tới 2 2 bộ 22. Ủa vậy hả chị Thương Hoài Thị? Vâng em lấy rồi chị nhá. Nhưng mà hết sạch rồi, còn đúng một bộ em chỉ để lại một bộ thôi. Chị thông cảm giúp em. 5 cái áo của em đừng xả của em nha chị. Ừ chị không xả đâu đừng lo. À, Thu Trần chốt đơn cùng 5 bộ gái hôm trước. Tối nay em mong hàng trai sai để cho gửi một thẻ mà không có à chị. Thu Trần ok Thu Trần. À, 2 bộ 12 ký. Là còn cái đơn bữa hôm trước đấy em. Ngày hôm qua. 12 ký cho 2 màu đi em. Đẹp lắm. À, Anna Nguyễn 2 bộ 10 ký em nhé. An Nguyễn đó, hồi nãy đó. Ừ. Lấy cho em bộ 2 màu. Cô bé ngốc nghếch để lại số điện thoại chị Nhung, không có số điện thoại chị Nhung không chốt. Nhiều bộ chị Nhung đang sale với giá 30 ngàn. Hàng này bữa hôm trước bán 50, hôm nay bán 20. Thế mới nhức đầu chứ. Cảm ơn Bùi Thị Thanh Diệu, cảm ơn gái rất là nhiều. Hai size nhỏ nhất, Dương Thùy còn size nhỏ nhất không em? Các bạn phải để lại số điện thoại nha, màu vàng. Đi chị gom đơn thứ tư mua. Làm gì có màu vàng, vớ vẩn. Cái này làm gì có màu vàng. Sương Lê 23 ký, một bộ màu hồng còn không? Cái này còn size bao nhiêu? 3, 4, 5, 11 ký sao chốt? 3, 4, 5, 6 em rồi. Ok cô bé ngốc nghếch này. Số 4. 2 bộ. 2 bộ. Cô bé ngốc nghếch để lại số điện thoại giúp chị. Nữ. Em ơi 2 bộ cùng một màu có được không? Tại vì cái này nó còn màu. À, nữ Dình Lý Tuyến 2 bộ 10 ký còn không? 2 bộ 10 ký hết. Ừ. Hết rồi, còn số 4 em ạ. Like thì tiếc nên ráng xem. Nhi Dung ơi đi ngủ đi, sao mà tội nghiệp vậy. Cẩm Nhung Nguyễn 2 màu 11 ký, còn hết size số 10 ký rồi. Cái này chỉ còn size 3, 4, 5 thôi nha. 4, 5, 6, xin lỗi mọi người. 4, 5, 6, 4 bộ Kim Lợi Nguyễn cho em 4 bộ 14, 15 ký. Em lấy bé gái đúng không Kim Lợi Nguyễn? Đúng không? Bé gái nha, chị Nhung đang like bé gái. Chị Nhung chưa chốt bé gái đâu. Ừ, 4 bộ. Cho hết luôn. Đó, đẹp cực kỳ, mặc không nghiền thôi luôn. Cô bé, ừ cảm ơn cô bé ngốc nghếch. Rồi, cái này là còn size bao nhiêu bé? Còn size 456. 456, còn size 456. Màu hồng và màu cam. Không có màu cam chị. Hết sạch, ý nó còn màu hồng kia nữa nha. Nhưng mà nó hết rồi. Còn màu hồng với màu cam nhẹ nhẹ thôi. Rồi, bây giờ còn cái set này chị Nhung sell. Đưa chị Nhung này. Đây, nó có những set này là do lý do là gọi điện không nghe máy. Nên giờ này em xin phép bán sell. Vâng, Kim Lợi Nguyễn, vậy lấy em size 5 đi, 2 bộ 2 màu. Cẩm Nhung Nguyễn có size 5 không? Lấy cho Cẩm Nhung Nguyễn size 5. 4 bộ cho bé gái. Anh Trần ơi, cái mẫu này thì 26kg không vừa rồi. Em đưa chị Nhung đi. Đây là những cái set mà các bạn gọi điện nhưng không nghe máy. Không nghe máy nên em xả. Em không biết là vì lý do bận hay là vì lý do gì thì em không biết đây. Số 4 này. Đọc sai cho chị Nhung đi em. Số 4 này. Số 4 này. Số 3 này. Số 7 là em để lại một số 3 cho chị kia đi. Cho chị đổi hàng. Em để lại một số 3 cho chị. À một số 4, chị quên, để lại một số 4 cho chị. Chị không nhớ bạn nào ấy, bạn nhắn lên. Bé gái đi ok ngốc nghếch này. Size 4 cũng được chị ơi, 2 bộ. Nữ Dinh Lý Tuyền cho chị 2 bộ số 4 em. Cái bộ dây ấy. Rồi, cái mẫu này em móc cho chị Nhung mượn cái móc đi em. Nhanh 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 bé. Móc cho chị một móc. Đây. Cái hàng này là quá nhiều mẹ đã sở hữu rồi, quá nhiều mẹ rồi.
Hồ Gia Linh. Cái này không, Trang Nguyễn ơi, chị Nhung không đâu thấy được đâu. Đây, cái này là vì lý do là gọi điện, ngày hôm bữa gọi điện không nghe máy nên buộc em phải xả nhé. Các mẹ thông cảm giúp em nhé. Đây, em sẽ sell cho các mẹ đây. Rất là xinh. Xinh lắm luôn, không phải xinh vừa. Bốn màu, cái này em bán một lúc 4 bộ. Một lúc 4 bộ cho người mẹ nào may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Cái này là giống như là tặng, gần như là mini game luôn. Đấy, cái hàng này thì nó đẹp một cách mê hồn nha các bạn nhé. Và đêm hôm nay em xin phép bán 35.000 một bộ. Chỉ có giá 35.000. Và bán một lúc một mẹ là 4 bộ. Người mẹ nào may mắn thì mua combo 4 bộ luôn. Đọc sai chị Nhung. Còn sai 3, 4, 6, 7 nha các bạn. 3, 4, 6, 7. Một set mỗi sai, một set mỗi sai một set thôi các bạn. Chị ơi, cho em 3 bộ giống nhau đi. À, chị Nhung nhớ Trang Nguyễn rồi. Hôm bữa Trang Nguyễn mua được cái này của chị Nhung rồi mà đúng không? Trang Nguyễn bố hôm trước em mua cái hàng này bên chị Nhung rồi. Phải không? Là sao? Ừ. Vậy hả? Tội nghiệp không? Ba bố bé giống nhau hả? Xanh ba hả? Ừ. 7 ký này, sao hôm trước em mua 5 bộ bé gái 7 ký mà không thấy. Đó, nhiều khi các bạn nhân viên gọi điện chốt đơn nhưng mà các bạn không nghe máy, chỉ cần à, Trang Nguyễn hả? Em ơi, em soi cái xem cái này còn 3 bộ giống nhau cho bạn này cho chị không? Hàng này còn không? Sai số 3 còn không? Đấy. Đấy, 3 bộ giống nhau vậy thôi, đơn giản thôi chị mà. 35 ký em lấy 4 bộ size 3 này, cô bé ngốc nghếch này. Cô bé ngốc nghếch số 3 này em này. Để lại số điện thoại chị Nhung ngay nhá. Đấy, 35.000, hôm nay chỉ có 35.000 thôi. Bởi vì lý do là sao hôm trước em mua 5 bộ bé gái 17kg mà không thấy. Hằng Hà Thanh 17kg hôm nay em lấy lại đi. 17kg đi chị Nhung đi. Hằng Hà Thanh, hình như Hằng Hà Thanh này các bạn nhân viên có gọi điện rồi phải không? 17kg, lấy số 7, ok. Trần Yến này, Trần Yến còn số 7 không? Số 7 mất rồi. Còn số 6 rồi. Rồi, Mi châm cao các bạn phải có số điện thoại chị Nhung mới chốt nhá. Phải có số điện thoại. Bạn Trúc Mi này, Trúc Mi 4 bộ 16 kg ngày mai chốt điên luôn nhé. Trúc Mi nhắn cho chị Nhung số điện thoại và địa chỉ trong tin nhắn trang xưởng để ngày mai các bạn gửi luôn. Tại chị mà em không có ái ào. Khổ Trang Nguyễn thông thương quá. Rồi, Dương Thùy size số 3. Dương Thùy size số 3. Cảm ơn. Phải có số điện thoại chị Nhung mới chốt. À, Thúy Vân ơi, cái này 25 kg chị Nhung hết. Size số 3 mấy ký chị? Size số 3 nó khoảng 11kg, 12kg thoải mái. Trần Yến 15kg em ơi. Chị Trần Yến còn size số không? Size số mấy đây? 2, 3, 4. Còn 2, 3, 4 thôi các bạn nhá. Size 3 cô bé ngốc nghếch có chưa? Cảm ơn cô bé ngốc nghếch. Trần Yến hết rồi nhá. Trần Yến ơi, không còn size số 5, 6 nữa. Luôn em mua 4 bộ. Ừ, hôm nay chị rất là giận. Tính của chị Nhung là như vậy này. Sale có 35 ngàn à. Là sale lỗ đó. Tại vì sao? Đây là những cái combo đây này. Mỗi combo còn đúng một size. Bởi vì do gọi điện mà không nghe máy nên sale lỗ. Đó mới gọi là sale. Đã sale là phải sale như vậy các bạn. Đấy, bạn chỉ cầm Minh Nguyễn. Một khách hàng đã giận chị Nhung vì lý do hôm bữa chị Nhung bán 42.000, hôm nay sale 35.000, lý do gọi điện mà không nghe máy. Chứ hôm bữa hết sạch. Các bạn thì tranh nhau mua không được, rồi cuối cùng mình mua được thì gọi điện để không nghe máy, nên buộc phải như vậy đây. Minh Huy Lê, cảm ơn Minh Huy Lê. Để lại số điện thoại giúp chị Nhung. Minh Huy Lê này. Bé trai Trang Trần. Trang Trần để lại số điện thoại thì chị Nhung đi. Bộ bé trai 9-10kg đây này, cưng lắm gái. Nên bởi vậy lý do là ngày mai nếu bạn nào mà gọi điện mà không nghe máy á, thì hãy chủ động nhắn giúp em là, hoặc là gọi điện cho bên em luôn. Các bạn nhé, em có để số điện thoại đầy đủ ở bên trang xưởng của em á. À, Hoàng Diệp Thanh 4 bộ bao nhiêu ký Hoàng Diệp Thanh? Các bạn, em có để số điện thoại đầy đủ 7 số điện thoại của em trên tin nhắn trang xưởng. Trên trang xưởng đấy ạ. Ngày mai các bạn hãy chủ động gọi điện cho em trực tiếp luôn. Các bạn nhé, gọi bất kỳ một trong 7 số điện thoại mà em có để trên trong trang xưởng. Em với chị Nhung một điện thoại. Là đi hơn hàng chắc chắn nhất và nhanh nhất các bạn. Tại vì do làm sao, thứ nhất, nhiều khi gọi điện các bạn không nghe máy là buộc em phải xả hàng. Em không thể nào giữ hàng lâu được. Chị các bạn thông cảm giúp em nhé. 25kg không có, hết sạch sao? Chị đẹp không chốt hàng cho em vậy. Chết cha, lại quên bạn Lê Thị Hương. Trời ơi, sao chị cứ quên hoài, khổ thân. Trần Yến hình như có phải không? Trần Yến có không? Trần Yến thì không. Trần Yến sao bao nhiêu ký? 15 ký hết mất rồi. Kia còn sai. Cái màu hồng hồng kia là cái gì vậy em? Còn đúng một set số 4, Vi Lê. Cảm ơn em, Vi Lê. Đó, số mấy vậy? Ok, Trần Yến đấy. Cái đó rồi, Trần Yến.
Cái đó của Trần Yến. Trần Yến có Trần Yến nha nhá. Trần Yến có nhá. Rồi Vi Lê em ơi, Vi Lê. Ok. Miso châm cao cho em 4 bộ size 6 hết sạch rồi Vi ơi. Em còn chị Nhung còn size số 2 và size số 4 thôi. Còn size số 2 và size số 4. Size số 2 và size số 4 các bạn nhá. Em ơi lấy 13 kg đi chứ hết, còn size số 3 với số 4 không à? Hai size vừa không? Size số 2. À, size 2 vừa đó chị. Nhưng mà nó khổ, lại không giống nhau. Nếu mà giống nhau là chị Nhung lấy rồi. Nữ Đình Lý Tuyến lấy cho em. Nữ Đình Lý Tuyến size số 2. Không, lấy size số 4 cho chị đi. Sao thoải mái. Đấy. Ok này, cho em 2 bộ size. Em ơi chị Nhung không bán 2 bộ mà em lấy luôn cả 4 bộ cho con bởi vì giá nó quá tốt nhá. Đây. Từ Giang Nam này em lấy luôn 4 bộ cho con bởi vì giá nó tốt lắm, có 35.000, không mua chỗ nào được rẻ đâu. À Mi ơi không phải đâu, không phải là không ấy mà em là hết rồi. Nha. Rồi, lôi cái đống này thì chị Nhung sale luôn này. Đây là cái đơn mà các bạn chốt đơn mà bị không nghe máy. Các bạn chờ em xí một xí. Cái này còn size bao nhiêu vậy? Bé. Hả? Không đủ màu mà. Cái này. Thôi cái này để ngày mai chị Nhung soạn xong chị Nhung bán. Thôi. Cái này thì chắc để ngày mai chị Nhung soạn xong chị Nhung bán luôn. Nghe. Cái đồ bé gái kia kìa, sao không soạn cho chị đi. Trang Nguyễn ngày mai chị Nhung, em nhắn cho chị Nhung ngày mai chị Nhung soạn cho. À, Hiếp Hoa ơi, hết rồi nhá. Hiếp Hoa thông cảm cho chị rất là nhiều. À, em còn bill cũ đó chị. À, từ Giang Nam hả? À, cho mình. Cho mình đi. À, các bạn ơi, ngày mai em sẽ tiếp tục sale. Tại vì mỗi một buổi tối, những cái giờ cuối như vậy là em hay sale những cái hàng mà giống như là kết thúc một ngày sau khi cuộc gọi điện tất cả đơn hàng. Ví dụ như cái đơn hàng này hiện tại giờ em không nhận nữa. Ví dụ đơn hàng này là em không nhận nữa. Hết 1.900 mấy là em đã hết. Em không nhận nữa. Nhưng ngày mai... nếu những cái đơn hàng nào của khách nào mà em gọi điện không được thì em sẽ xả. Nên bởi vậy lý do tại sao mà những bạn nào mà ví dụ như đặt trường hợp ban ngày mày mai mà không được nhận được điện thoại nào á, là có khả năng là có cuộc gọi nhỡ thì vui lòng gọi lại là một. Cái thứ hai là hãy chủ động giúp em nhắn trong tin, gọi điện cho em luôn. Để đơn hàng đi nhanh nhất là các bạn hãy gọi điện giúp em. Chứ mất công em xả thì rất là tội. Tội các em, à, tội em và tội các mẹ luôn á. Nhưng mà không thể nào giữ hàng lâu được các bạn ơi. Đây này, ví dụ như đây này. Đây em có để địa chỉ số điện thoại đầy đủ các mẹ nhé. Các mẹ hãy giúp em nhé. Đây ạ, à, em có để số điện thoại và địa chỉ đầy đủ bên trên sườn. Các bạn nhìn đây ạ. À. Các bạn nhìn thấy không ạ? À? Đây ạ, à, các bạn nhìn ạ, à, các bạn chốt đơn vui lòng gọi đây ạ. À. Em có để đầy đủ 7 số điện thoại của em đây ạ. À. Đây là 7 số điện thoại mà các bạn nhân viên sẽ trực. Nên các bạn cứ gọi trực tiếp đó luôn là đơn hàng đi rất nhanh. Thì thấy bé nhân viên nữa rồi, dễ thương quá. Cảm ơn Trần Yến rất là nhiều. Ừ, Trần Lê Thị Hương, chị Nhung nhớ rồi. Được chưa ạ? Rồi bây giờ em xin phép được nghỉ live và cảm ơn tất cả các mẹ đã ủng hộ em trong một buổi tối như thế này. Một buổi tối đầu tuần thay vì các bạn nghỉ ngơi mà các bạn đã dành chọn cho em. Cảm ơn các mẹ vì đã luôn đồng hành và ủng hộ em. Còn size nào chị? Em ơi, lấy còn size nào hết sạch luôn rồi, không còn một size nào, còn đúng một size số 2 thôi. Còn đúng một size số 2, bạn nào 9kg? Ủa chị nhớ là nãy có bạn nào bán chốt 9kg rồi mà. Có một bạn nào đó 9kg mà nhắn lại không thấy. Còn đúng một size số sai. Đấy, mai em gọi chị. Bên chị có giữ đơn không chị? À, nữ Dinh Lý Tuyến ơi, bên chị Nhung chỉ rất hạn chế giữ đơn. Đấy, nhưng mà nếu ví dụ như bạn nào mua được ít quá thì chị mới giữ. Nhưng thực ra thì sau một đêm, ví dụ như cái bộ combo bé trai này, nó 7 bộ là chị đã gửi cho các bạn được rồi. 7 bộ cho con là 273.000 chị Nhung gửi. Bạn nào có Shopee thì chị Nhung sẽ tạo Shopee. Nhân viên sẽ tạo Shopee cho các bạn. Đấy nhá. Bộ bé trai này quá đẹp luôn mà quá rẻ, 39.000. Đẹp lắm mà rẻ lắm luôn. Hình như là 17 hay sao, chị Nhung lấy size số 6 đấy Trần Yến, tại vì nó còn đúng size số 6. Ở Trương Ngọc Diễm ơi, cái hàng này có xỉ, bên chị Nhung vẫn nhận xỉ mà. Xỉ là 27.000, xỉ là 27.000 một bộ. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ tạm biệt mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nha mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. À. Em cảm ơn mọi người vì đã đồng hành và ủng hộ em rất là nhiều. Ngày mai thì có khả năng cao là sẽ ra được lô gái. Em size 2, chị để cho em luôn đi. Khánh Anh size 2 để cho em luôn đi này. À, size 2 là của bé gái đó nha bé. Size 2 là bé gái. Được chưa ạ? À? Chị xem bộ Adidas. Ừ, Khánh Anh ơi, size 2 là của bé gái đó chứ không phải là bé trai nào đâu. Em mua bé trai bé gái Khánh Anh.
tạm biệt mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người vì đã luôn luôn ở bên cạnh em và ủng hộ em. Và đặc biệt là em cảm ơn các mẹ đã đặt niềm tin nơi em, trao cho em cái quyền được sắm, được sản xuất hàng đẹp cho các mẹ. Và các mẹ càng ủng hộ em nhiều thì em có càng có động lực để có thể nghiên cứu ra mẫu. À, thực ra các bạn biết sao? Ngày hôm nay em thiết kế, em là người quyết định mẫu của xưởng, em là người ra mẫu. Nên bởi vậy mỗi lần mà thực ra kết thúc live như vậy các bạn nghĩ, nhưng em vẫn là người mày mò tìm mẫu đấy các bạn. Em là người mày mò tìm mẫu. Bởi vì sao? Hàng nó đẹp như hay sao? Mẫu hình như thế nào? Em là người quyết định. Nên bởi vậy nhiều khi các bạn ngủ ngon nhưng mà em vẫn còn đang đi lọ mọ tìm mẫu. Đấy, lên các trang, lên các báo đài, rồi lên các trang này trang kia tìm những cái hình ảnh xinh xinh để có thể in ra những cái hình, thêu những cái hình đẹp cho các con. Đấy, nhớ xịt bưởi nha chị An. Chán của Min, chán của chị Nhung này càng ngày càng rụng nhưng mà vẫn xịt đều. Sau một tháng nữa chị Nhung sẽ báo thành quả cho bạn Diệp Thanh. Cảm ơn rất là nhiều chị Huệ Nguyễn ơi, hiện tại giờ em hết hàng chị nhé. Em còn một số cái mẫu khác nhưng mà bởi vì do đây này hết sạch luôn. Nguyễn Thị Thúy Bích ơi, đây nó còn mẫu này. Còn mẫu này thôi. Còn cái mẫu này thì tại chưa kịp soạn, chưa có soạn ra được nên bởi vậy chưa có like. Nên bạn nào mà muốn lấy cái mẫu này thì cứ nói cho em. Còn đúng mẫu này thôi. Cảm ơn Cẩm Nhung Nguyễn, nãy mới giận chị Nhung 42.000 xong giờ này. Cảm ơn các mẹ. Tạm biệt mọi người ạ, à, chúc mọi người ngủ ngon ạ. À. Hẹn mọi người vào 8:30 ngày mai nhé. À, mẹ nào chưa bấm theo dõi trang xưởng thì hãy bấm trang xưởng và ở chế độ xem trước. Và nhớ gạt cái cần gạt đã theo dõi lên là đã nhận thông báo, là các bạn sẽ nhận được thông báo mỗi lần em like. À, ngày mai em sẽ like quần jean đấy các bạn. Ngày mai bật mí cho các bạn một chút nhỏ, ngày mai em sẽ like quần jean, quần kaki, cái lô ngày mai đẹp lắm, đẹp lắm luôn, đẹp mà giá rất là tốt nữa, giá rất là tốt quần kaki. Mỗi tội là không biết có nên quần like quần không, bởi vì chưa có áo, áo chưa kịp xa. Chiều em mới nhắn tin, à chị Nhung để dành cho em rồi đây. Chị đổi để cho em rồi gái. Đây chị để cho em size số 4 rồi này. Nhá chị. Chị gửi bưu điện em điện hai chị. Ok bạn Nguyễn Thị Thúy Bích, chị Nhung có gửi chị có giữ hàng cho em này chứ không? Nãy giờ chị không bán cho em, chị không bán mà chị giữ cho em đấy. Tức là cái độ cái size 2 của em ít bữa nữa chị Nhung lại phải đi sale lại đấy. Tạm biệt mọi người ạ. Giận chị ai bán đồ rẻ cho em. Thôi tạm biệt, ngủ ngon nhé mọi người nhá. Ngủ đi mọi người ơi.